Cuồng Long Vượt Ngục, Diệp Lâm. Tập 22. Đám võ tướng ma đao soàn soạt, ý chí chiến đấu sục sôi. Mấy năm hòa bình khiến bọn họ khao khát chiến tranh, hy vọng có một trận chiến để mở rộng quốc gia, để lưu danh sử sách. Phác Chu Tể đứng dậy nói, hôm nay tôi triệu tập các vị ngay trong đêm là vì có ý như thế. Nhưng mà... Nói đến đây, Phác Chu Tể đổi giọng, nhưng mà hiện giờ còn chưa phải lúc. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thiếu cơ hội nữa thôi. Đám tướng sĩ nghe vậy thì ngạc nhiên nói, đại nhân, cơ hội ở đâu? Khi nào mới là lúc? Phác Chu Tể cười nói, cuối tháng. Cuối tháng? Mọi người có chút không hiểu ra sao? À, tôi nhớ ra rồi. Có người đột nhiên bừng tỉnh, nói, cuối tháng là đại hội toàn quân bên Đại Hạt khi ấy, chiến thần Cửu Châu Đại Hạ đều sẽ tụ tập ở Yến Kinh. Nghĩa là các đại chiến khu của Đại Hạ đều trong trạng thái dần mất đầu, cũng là lúc phòng thủ yếu nhất. Chẳng lẽ đại nhân định nhân cơ hội xông vào đánh hết tất cả? Phác Chu Tể cười gật đầu, ông chỉ nói đúng một nửa. Khi ấy đúng là các đại chiến khu của Đại Hạ phòng thủ yếu nhất, nhưng chắc chắn là bọn họ đã có chuẩn bị hết rồi. Tôi nói cơ hội là một tin tức khác quan trọng hơn. Vì có tin tức khiến lòng người phấn khích nên tôi mới triệu tập các vị ngay trong đêm. Nghe vậy, đám tướng sĩ Cao Câu Ly rất tò mò. Là tin tức tốt gì vậy? Chẳng lẽ là có liên quan đến Diệp Lâm của Đại Hạ hay sao? Phác Chu Tể cười đắc ý, đúng vậy, có liên quan đến thằng nhãi kia. Người ta có câu trời muốn người chết sẽ làm cho người điên cuồng trước. Thằng nhã Diệp Lâm kia cậy tài khinh người, không coi thiên hạ ra gì, người người oán hận, có không biết bao nhiêu kẻ thù. Tôi nghe nói tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới sẽ ra tay trong đại hội toàn quân cuối tháng, đồng thời ra tay với các chiến thần đại hạ khác, để làm yếu chiến lực của chiến thần đại hạ. Nghe vậy, các tướng sĩ cực kỳ vui mừng. Đúng là trời cũng giúp chúng ta và giúp Cao Câu Ly ta. Một khi tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới ra tay là chắc chắn sẽ thành công, có khi sẽ một lưới bắt hết chiến thần đại hạ. Phác Chu Tể tiếp tục cười nói, đến khi ấy, tôi sẽ tự mình đi Yến Kinh âm thầm giúp đỡ đám sát thủ phương Tây đánh các chiến thần đại hạ, sĩ khí quân đội đại hạ sẽ ngã xuống đáy cốc. Và đến khi ấy, các ông hãy dẫn theo một quân đánh bất ngờ biên cảnh đại hạ đoạt doanh châu, ít nhất phải đoạt được một châu, cũng đủ để nổi danh muôn đời rồi. Các vị, lịch sử tương lai sẽ có một đoạn sử hào hùng rực rỡ, chúng ta đều sẽ ghi tên vào sử sách. Nghe đến đây, đám tướng sĩ kích động đến mức cả người run rẩy. Chỉ muốn dẫn binh đi đánh ngay bây giờ để rửa mối nhục xưa, chứ không đợi được đến cuối tháng nữa. Chúng tôi nguyện ý đi theo Phác đại nhân mở rộng lãnh thổ, kiến công lập nghiệp. Ngày hôm sau, dưới sự tiễn đưa tầm rộ của người nhà họ Ngô, đám người Diệp Lâm thuận lợi về tới Phụng Thiên. Trong chuyến đi này, Diệp Lâm đã giải quyết xong thế lực núi Trường Bạch, sẽ không có võ giả tới gây phiền nữa. Tạm thời có thể yên tâm về dây chuyện sản xuất đan dược ở Phụng Thiên. Đồng thời, Diệp Lâm còn lấy được thiên tài địa bảo trên 7 đỉnh núi Trường Bạch, có thể luyện chế đan dược cấp bậc cao hơn nữa. Cuối cùng là phát hiện Hà Lạc Đại Trận, nếu có thể mở ra toàn bộ Hà Lạc Đại Trận thì vùng núi Trường Bạch sẽ được phòng thủ kiên cố. Đừng nói là các quốc gia nhỏ như biên cảnh Cao Câu Ly không thể mơ ước đại hạ, Hà Lạc Đại Trận còn có thể chống đỡ được các lực lượng khủng bố hơn nữa. Có điều, Diệp Lâm hy vọng cái loại lực lượng khủng bố ấy vĩnh viễn đừng tấn công đại hạ. Chỉ là sự xuất hiện của Hà Lạc Đại Trận chắc chắn là vì để đối phó với lực lượng nào đó. Chuyện này đã trở thành một bí ẩn khó hiểu trong lòng Diệp Lâm. Diệp Lâm định khi nào rảnh sẽ đi Thiên Sơn và Côn Luân, thậm chí là Hoa Sơn và Võ Đăng để xem các đỉnh khác có chôn mấy tấm bia đá thần bí kia hay không. Đi thôi, Diệp Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua núi Trường Bạch, tới lúc trở về rồi. Sau khi trở lại Phụng Thiên, nhà họ Trương dẫn đầu mở tiệc chào mừng Diệp Lâm quay lại. Chiến tích hiển hách trong chuyến đi lần này của Diệp Lâm gây chấn động toàn thành, thậm chí là toàn châu. Nhất là giết 100.000 quân biên cảnh Cao Câu Ly bày ra sức mạnh của quốc gia ta, khiến cho toàn dân đều vui mừng. Có thể nói tiệc chúc mừng đêm ấy là khách quý chật nhà, quan lại tụ tập. Các nhân vật danh dự có uy tín trong Phụng Thiên, thậm chí là toàn bộ doanh châu đều sôi nổi mang quà cáp quý giá đến thăm Diệp Lâm. Một là vì chúc mừng. Hai là vì làm quen với vị anh hùng thiếu niên mới nổi danh dạo gần đây. Ngay cả đại nho đương thời Nghiêm Kỳ Học cũng cực kỳ khâm phục Diệp Lâm, cảm thấy cháu trai mình không bằng Diệp Lâm. Tuy rằng dạo này cháu trai mình đỗ trạng, nguyên, tương lai tươi sáng, nhưng mà Diệp Lâm đã bắt đầu làm vẻ vang cho nước nhà,
nổi danh khắp quốc gia, tương lai còn tươi sáng hơn nữa. Chỉ là một tên trạng nguyên sao có thể so được với Diệp Lâm. Nghiêm Kỳ Học phải thừa nhận một cách khách quan rằng Diệp Lâm ưu tú hơn cả cháu trai Nghiêm Bất Khí. Vậy nên Nghiêm Kỳ Học bỏ qua thành kiến, tự mình đi chúc mừng Diệp Lâm. Cậu Diệp, đã lâu không gặp, lần trước gặp cậu trong tiệc chúc mừng giết chết Tọa Sơn Điêu, lần này cậu diệt sạch đám cổ võ giá cực kỳ kiêu căng núi Trường Bạch. Lời nói của Diệp tiên sinh vẫn còn như sét đánh bên tai. Nghe nói thần dược có thể điên đảo thế giới của ngài sắp ra mắt rồi. Chúc mừng chúc mừng. Trận chiến lần này của Diệp đại nhân bày ra uy lực nước ta, giết chết mấy chục nghìn quân Cao Câu Ly, khiến bọn họ phải xưng thân tặng lễ, thật sự là uy danh hiển hách. Đám khách khứa đi lên chúc mừng, bắt chuyện, vài câu với Diệp Lâm, nhân tiện để Diệp Lâm quen mặt mình. Diệp tiên sinh, anh nhìn xem ai tới nè. Quản gia nhà họ Trương đột nhiên dẫn theo một người đi qua đám người tới bên cạnh Diệp Lâm. Long Mẫu hả? Thấy người đến, Hoàng Long dẫn đầu chào hỏi. Người đến chính là Giang Đường mới vừa gia nhập quân Doanh Châu. Tôi nghe lệnh chiến thần Doanh Châu đến chúc mừng Diệp chiến thần, nhân tiện cảm ơn anh đã ra tay yết vấn để biên cảnh. Nói đến cùng, việc phòng thủ biên cảnh Cao Câu Ly vốn dĩ là trách nhiệm của Doanh Châu. Diệp Lâm đột nhiên ra tay xem như là giúp đỡ Doanh Châu. Giang Đường đưa quà tặng của Đoạn Chiến Thần, sau đó nói với vẻ mất mát, trận đánh cược lần trước, tôi thua. Diệp thần y, anh lợi hại hơn tôi, trở thành chiến thần trước tôi. Có điều, Giang Đường chợt cảm thấy có lòng tin, nói, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để có thể trở thành vị nữ chiến thần đầu tiên trong đại hạ, xuất sắc giống như thần tượng của tôi vậy. Nhắc đến thần tượng của mình là nữ võ thần đại hạ, Giang Đường chợt cảm thấy tiếc nuối, nghe nói dạo này Kim Đại Nhân bị suy sụp tỉnh thần. Rời khỏi đội cận vệ Yến Kinh, thật sự là không ngờ. Chỉ mong cô ấy nhanh chóng vực dậy tỉnh thần. Vậy chúc cô sớm ngày thành công. Diệp Lâm cười nói. Nếu tôi có thể trở thành vị nữ chiến thần đầu tiên thì lời hứa hẹn giữa chúng ta còn được tính hay không? Giang Đường nghiêm túc hỏi, sau khi tôi trở thành chiến thần, anh có cưới tôi không? Nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau, bọn họ đều chỉ mới ra đời, vẫn còn mơ mộng vị trí chiến thần. Còn bây giờ... Mình đang ở quân doanh rèn luyện đủ thứ, giấc mộng xa vời khó với, đối phương thì đã trở thành chiến thần gánh vác một vùng, giết vài chục nghìn quân địch. Chỉ trong thời gian ngắn thôi mà đối phương đã có được thành tựu như thế. Nhìn Diệp Lâm trước mặt mình, Giang Đường có loại cảm giác như là đã mấy đời trôi qua. Chàng có tình thiếp có ý, Diệp Đại Nhân và Giang Tiểu Thư đúng là trời sinh một đôi. Trai tài gái sắc, tôi đồng ý việc hôn nhân này. Đồng ý đi, đồng ý đi. Các khách khứa xung quanh sôi nổi ủng hộ. Diệp Lâm nhìn Giang Đường, không ngờ hôm nay Giang Đường lại nhắc lại chuyện xưa. Có điều, Diệp Lâm nhìn ra được trong mệnh của cô không có bóng dáng tương tinh, chắc là cả đời cũng không thể trở thành chiến thần. Nhưng vì cổ vũ cô tiếp tục kiên trì, Diệp Lâm vẫn đồng ý. Ừ, chỉ cần cô trở thành chiến thần, tôi sẽ đến cưới cô bất cứ lúc nào. Nghe vậy, ánh mắt Giang Đường sáng lên, quyết định vậy nhé. Ngoéo tay thắt cổ, 100 năm không được thay đổi. Đám người xung quanh sôi nổi chúc mừng. Chúc Giang Tiểu Thư sớm ngày trở thành chiến thần, chúc hai vị sớm ngày kết thân. Giang Đường thoải mái mà nhận hết các lời chúc mừng, ôm quyền cười nói, cảm ơn mọi người, đến ngày kết hôn, mong rằng mọi người sẽ đến uống một cốc rượu mừng. Mặc kệ gió mưa, chúng tôi đều sẽ đến uống rượu mừng của Giang Đại Tiểu Thư. Thấy chuyện còn chưa đâu vào đâu mà đã nói tới uống rượu mừng rồi. Giang Lãng nhìn mà cảm thấy rất bất đắc dĩ. Vậy nên, anh ta cười khổ nhắc nhở, em gái, em thấy Diệp thần y rồi chỉ lo gả cho anh ấy, có phải là đã quên chuyện quan trọng rồi không? Nghe vậy, Giang Đường bừng tỉnh, vội vàng nói, đúng rồi, suýt nữa đã quên một chuyện quan trọng. Diệp thần y, Giang Đường nói với vẻ mặt nghiêm túc, lần này tôi đến đây, ngoài đại biểu cho quân Doanh Châu cảm ơn anh ra, còn mang theo một tin tức quan trọng. Tin tức gì? Diệp Lâm có chút tò mò. Giang Đường nói, theo tin tức từ mật thám bên Cao Câu Ly, chiến thần hộ quốc Phác Chu Tể sẽ gây bất lợi cho anh. Cái gì? Chiến thần hộ quốc Phác Chu Tể của Cao Câu Ly? Vừa nghe thấy cái tên này, mọi người ở hiện trường đều giật nảy mình. Nói cho cùng, đa số người Phụng Thiên đều từng nghe thấy tên tuổi chiến thần hộ quốc Phác Chu Tể của Cao Câu Ly, thậm chí còn thường xuyên nghe thấy nữa, vậy nên ai cũng biết là ông ta lợi hại. Phác Chu Tể lợi hại lắm hả? Diệp Lâm bình tĩnh hỏi. Hoa Quốc Đống nghiêm mặt nói, ông ta chính là cường giả số 1 Cao Câu Ly,
còn là chiến thần số 1 Cao Câu Ly, lãnh hàng triệu tướng sĩ Cao Câu Ly. Hoàng Long nói, tôi nghe nói ông ta rất lợi hại, đã từng sang Phụng Thiên chúng ta khiêu chiến rất nhiều võ giả, tất cả đều thua trong tay ông ta, thực lực cực kỳ mạnh. Các khách khứa xung quanh sôi nổi bổ sung, không phải là vấn đề mạnh hay không mạnh, mà là ông ta có tiếng là phát nửa quốc, uy vọng cực kỳ cao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoa Quốc Đống thở dài, ai ra, dù đã giết mấy chục nghìn chiến sĩ biên cảnh Cao Câu Ly, tạm thời không có chuyện gì, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề trong tương lai lắm. Bị chiến thần số 1 Phác Chu Tể của Cao Câu Ly theo dõi là có chút phiền phức. Tuy rằng Hoa Quốc Đống biết sư phụ mình rất lợi hại, nhưng mà đối thủ lần này là một vị chiến thần có chiến lực đứng đầu một quốc gia, sẽ có chút khó giải quyết. Diệp Lâm cười thản nhiên, rồi tò mò hỏi, vậy ông ta định gây bất lợi thế nào với tôi? Là khiêu chiến với tôi hay là bày trận ở biên cảnh, dẫn quân đánh tôi? Dù là đánh một mình hay đánh nhiều mình, Diệp Lâm đều định đi một mình. Cùng lắm thì anh thả Giao Long và La Sát ra giết đám lính Cao Câu Ly lần nữa, còn anh thì sẽ đi đánh với Phác Chu Tể. Giang Đường nói, bọn họ định dẫn binh đi biên cảnh đánh anh. Nhưng mà sau đó bọn họ thay đổi ý định, quyết định rời tới cuối tháng. Cuối tháng, Diệp Lâm sửng sốt, không hiểu vì sao phải đợi lâu như vậy. Bởi vì cuối tháng sẽ tổ chức đại hội toàn quân mỗi năm một lần. Giang Đường nói, bọn họ muốn đợi đến khi ấy mới ra tay với anh. Theo mật thám truyền tin, bọn họ có dã tâm rất lớn, không chỉ muốn ra tay với một mình anh, mà còn muốn ra tay với tất cả chiến thần đại hạ, nhân cơ hội làm yếu đi chiến lực chiến thần nước ta. Ra tay với tất cả chiến thần. Nghe vậy, mọi người đều giật mình, thầm nghĩ một nước Cao Câu Ly nho nhỏ mà dám ăn gam hùm mật gấu. Ha ha, Diệp Lâm cười lạnh ra tiếng, bọn họ nuốt trôi hả? Phải biết rằng chiến thần Cao Câu Ly ra tay với chiến thần đại hạ chẳng khác gì kiến càng lay cổ thụ, con kiến nuốt voi. Đương nhiên, chỉ dựa vào một mình Cao Câu Ly là không được. Giang Đường nói, đến khi ấy còn có thế lực phương Tây ra tay với chúng ta nữa. Chiến thần Cao Câu Ly chỉ là nương theo đó mà làm, cáo mượn oai hùng, cùng nhau ra tay thôi. Diệp Lâm gật đầu, hóa ra là thế. Xem ra chiến thần Cao Câu Ly còn chưa có điên, còn tự mình hiểu lấy. Hừ, Cao Câu Ly đúng là đáng ghét. Hóa ra là muốn làm chó săn cho các nước phương Tây. Bọn họ ở chiến trường đánh thua chúng ta rồi bắt đầu đi dở trò ngầm, đúng là đê tiện. Các khách khứa xung quanh nghe vậy đều sôi nổi mắng chửi. Vậy nên, Giang Đường nghiêm mặt nói, trong đại hội toàn quân cuối tháng, Diệp Lâm Anh nhất định phải cẩn thận một chút, để tránh bị bọn họ hại. Rốt cuộc thì lần này anh không chỉ phải đối mặt với chiến thần Cao Câu Ly, mà còn một số cao thủ thần bí đến từ phương Tây. Nghe nói tổ chức sát thủ thần bí nhất thế giới sẽ phái người đến. Diệp Lâm gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn Giang Đường và quân Doanh Châu mang đến một tin tức quan trọng cho anh. Có điều, anh cũng đừng lo lắng. Giang Đường chợt cười, an ủi, bên đại hạ chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn hết cho đại hội toàn quân, sẽ không để cho đám vai hề nước ngoài làm sằng làm bậy. Chỉ là khi ấy phải có một trận chiến lớn rồi. Diệp Lâm cười cười, cảm thấy không sao cả, chỉ cần bọn họ dám đến, tôi sẽ ra tay giải quyết bọn họ. Bọn họ mới là người cần phải lo lắng. Nghe vậy, Giang Đường lập tức sửng sốt trước khí thế hào hùng của Diệp Lâm, kính trọng nói, vậy đến khi ấy phải xem Diệp thần ý bày ra thần uy rồi. Bữa tiệc ăn mừng kết thúc trong bầu không khí yên bình và náo nhiệt. Sau khi tiệc tan, đánh khách khứa đều đi về. Diệp Lâm gọi người nhà họ Trương mở cuộc họp lâm thời giải quyết các công việc kế tiếp như là sản xuất đan dược này kia. Diệp tiên sinh, đây là lô đan dược đầu tiên được sản xuất từ dây chuyền sản xuất theo đơn thuốc của anh, mời anh xem. Ông Miêu phụ trách xưởng dược đưa lô đan dược đầu tiên lên rồi thắc mắc, nhưng mà tôi tìm người thử rồi, không có một chút hiệu quả nào cả. Ngoài trông giống với đan dược lần trước cậu đưa cho chúng tôi ra thì chẳng còn giống gì nữa. Phải biết rằng lần trước Diệp Lâm đã nói và thử việc đan dược bao trị bách bệnh ngay trước mặt mọi người. Nhưng mà bây giờ đan dược sản xuất từ dây chuyền sản xuất của bọn họ lại không hề có hiệu quả. Có phải là thất bại rồi không? Hay là bước nào đó có vấn đề? Trong cuộc họp, người nhà họ Trương có chút lo lắng sát lại gần nhau bàn tán. Hoa Quốc Đống chợt nhớ lần trước sư phụ nói đan dược sản xuất ở đây chỉ xem như là mô hình, thuốc dẫn mấu chốt không ở bên trong. Vậy nên Diệp Lâm không sợ đơn thuốc bị trộm, bởi vì người ngoài không thể nào bắt chước được. Yên tâm đi, Diệp Lâm không xem đan dược,
chỉ cần các ông sản xuất theo lệnh tôi là sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, bước quan trọng nhất trong đan dược cần phải do tôi tự mình điều chế mới có được hiệu quả mấu chốt. Nghe Diệp Lâm nói vậy, mọi người tạm thời yên lòng. Dây chuyền sản xuất hiện nay có thể sản xuất mỗi ngày 10.000 đan dược, ông Miêu tiếp tục báo cáo, hiện nay đang có 100.000 viên trong kho. Diệp Lâm sắp xếp, lập tức gửi 100.000 viên đi Yến Kinh. Hoa Quốc Đống nhìn đống đan dược giống như là nhìn thỏi vàng, cảm thấy đống đan dược bao trị bách bệnh kia đều là tiền tài. Sư phụ định bán đan dược với giá bao nhiêu? Hoa Quốc Đống tò mò hỏi. Diệp Lâm nói, tôi định dùng lô đan dược đầu tiên nói chuyện hợp tác với các bệnh viện lớn ở Yến Kinh để tăng độ nổi tiếng trước đã. Nếu không, dù chúng ta có tuyên truyền ba hoa chích chòe thì cũng chẳng ai tin. Chỉ cần có thể tạo nên hiệu ứng ở bệnh viện, tiếng lành đồn xa là sẽ có tác dụng tuyên truyền. Hoa Quốc Đống khen ngợi, hay lắm, vẫn là sư phụ suy nghĩ chu đáo. Chỉ là sợ bệnh viện không chịu hợp tác. Rốt cuộc thì đa số bệnh viện hiện nay đều bị y học phương Tây lũng đoạt, trong nhất thời sẽ khó có thể tiếp thu một loại đan dược bao trị bách bệnh, thậm chí còn có khả năng ngăn cản. Bởi vì bệnh viện sẽ không thích chuyện giảm người bệnh. Nếu một viên đan dược của anh chị hết bệnh cho người ta thì lợi ích của bệnh viện sẽ giảm đi rất nhiều. Tôi giao chuyện này cho bốn người các anh đi làm. Diệp Lâm định giao chuyện này đám người bốn thiếu Yến Kinh, xem như là một thử thách dành cho bọn họ, để tôi xem năng lực của các anh. Nghe vậy, Hoa Quốc Đống liền cảm thấy đây là một trách nhiệm nặng nề, cần phải lên kế hoạch kỹ càng mới được. Sau đó, Diệp Lâm ra lệnh cho nhà họ Trương tiếp tục tăng lượng sản xuất. Rồi dặn dò một vài chi tiết, sau đó tan họp. Diệp Lâm tiếp tục nghỉ ngơi một ngày ở Phụng Thiên rồi quay về Yến Kinh. Anh vừa xuống máy bay liền phát hiện các biểu ngữ trong sân bay là chào mừng mình. Sư đệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Khổng Hữu Vi tự mình đi đón Diệp Lâm. Tôi đại biểu nội các đi đón anh hùng hộ quốc. Dứt lời, Khổng Hữu Vi trịnh trọng làm một cái kính lễ với Diệp Lâm. Trong trận chiến biên cảnh núi Trường Bạch, một mình cậu đánh thắng 100.000 quân Cao Câu Ly, bày ra quốc lực nước ta, còn khiến cho Cao Câu Ly tặng rất nhiều bảo vật cầu hòa. Khổng Hữu Vi kích động tính công lao của Diệp Lâm. Đa số người qua lại trong sân bay đều có nghe nói trận chiến biên cảnh ấy, ai nấy đều vỗ tay chúc mừng. Hóa ra cậu ta anh hùng hộ quốc đánh bay 100.000 quân Cao Câu Ly. Đúng là không thể tưởng tượng nổi, một người sao có thể đánh thắng 100.000 quân cơ chứ? Chẳng lẽ cậu ta có thực lực đánh bại chục nghìn người? Nghe nói cậu ta là ứng cử viên sáng giá cho vị trí chiến thần Ung Châu. Đương nhiên, chủ yếu là do Cao Câu Ly rất yếu. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Mọi người xung quanh sôi nổi khen ngợi. Sau đó, Khổng Hữu Vĩ tự mình dắt ngựa đến, định để Diệp Lâm cưỡi ngựa tuyên truyền công lao. Diệp Lâm chợt nhớ đến cảnh tượng náo nhiệt Trạng Nguyên dạo phố ngày hôm ấy. Sư huynh, thôi bỏ đi. Diệp Lâm từ chối khéo, con người tôi không thích rêu rao, đừng gây ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người khác. Ồ, tôi hiểu, sư đệ là kiểu người kín tiếng chứ gì. Khổng Hữu Vi không buộc Diệp Lâm phải nghe theo mình, vậy để xe chính phủ dẫn đầu đưa cậu vào trong thành phố. Vừa lúc lệnh nhậm chức của cậu đã được phê duyệt, Sở Trấn Yêu mở ngay trong ngày, tôi sẽ đưa cậu đến Sở Trấn Yêu luôn. Dọc theo đường đi, hoa tươi phủ đất, pháo mừng vang trời, chào mừng anh hùng trở về. Phố lớn ngõ nhỏ tụ tập rất nhiều người, bàn tán xôn xao sự tích anh hùng của Diệp Lâm. Bên kia đang làm gì mà náo nhiệt quá vậy? Lúc này, bên ngoài Sở Trấn Yêu có một già một trẻ. À, nghe nói hôm nay là ngày tiểu anh hùng đánh thắng địch ở biên cảnh quay về Yến Kinh, nội các đang dốc sức tuyên truyền. Ông cụ nheo mắt cười, bởi vì nhiều năm qua chưa từng có chuyện không cần đánh giặc không cần binh vẫn có thể thắng đậm. Sau đó, ông cụ cười nói, Kim Đại Nhân, hôm nay là ngày. Đầu tiên cô tới Sở Trấn Yêu, để tôi dẫn cô đi dạo làm quen với hoàn cảnh. Ông đừng gọi tôi là Kim Đại Nhân nữa. Hiện giờ tôi chỉ là một kẻ mang tội, không còn là chỉ huy sứ đội cận vệ Yến Kinh nữa. Sau này ông cứ gọi tôi là Tiểu Kim đi. Tôi mới đến, còn nhiều thứ phải học từ ông lắm. Hai người đứng ngoài cửa chính là Tư Đồ Nhật Thăng và Kim Lũ Y. Bọn họ được điều từ Khâm Thiên Giám và đội cận vệ Yến Kinh tới Sở Trấn Yêu nhậm chức. Nghe nói sở trưởng hôm nay cũng tới. Đi thôi, chúng ta đi vào bên trong trước đi. Sở trưởng. Khi Kim Lũ Y vừa nghe, đột nhiên cảm thấy vui mừng. Sở trưởng thần bí cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Sau đó, Kim Lũ Y đi theo Tư Đồ Nhật Thăng, đi tham quan một vòng Sở Trấn Yêu.
vừa làm quen với môi trường ở đây, vừa gặp gỡ các đồng nghiệp ở đây. Chết tiệt, Kim đại nhân, cô cũng ở đây à? Võ Trạng Nguyên hầu quán quân sau khi nhìn thấy Kim Lũ Y cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ đường đường là chỉ huy sứ đội cận vệ Yến Kinh uy nghiêm lại cũng gia nhập sở Trấn Yêu mới thành lập. Vốn dĩ khi được điều đến bộ phận thần bí mới thành lập này, anh ta vẫn còn có chút cảm xúc, nghĩ rằng ở một nơi như vậy sẽ khó thực hiện được dã tâm của mình, dù sao điều anh ta muốn chính là ra trận giết địch, nhưng đây là nơi trừ yêu. Điều quan trọng nhất là ở Đại Hạ làm gì có yêu quá chứ. Nhưng nhìn thấy ngay cả người đứng đầu đội cận vệ Yến Kinh cũng được điều đến đây, anh ta chợt cảm thấy ở đây có lẽ có thể làm được điều gì đó. Vị này là Võ Trạng Nguyên năm nay hầu quán quân, Tư Đồ Nhật Thăng giới thiệu đơn giản. Kim Lũ Y nhiệt tình chào các đồng nghiệp mới của mình. Tôi là Kim Lũ Y, đã không còn là chỉ huy sứ nữa. Từ nay trở đi, mọi người đều là đồng nghiệp, không cần gọi tôi là cái gì mà đại nhân hay không đại nhân nữa, chúng ta là cùng cấp bậc. Được, Kim đại nhân, hầu quán quân gật đầu. Lúc này Văn Trạng Nguyên nghiêm trọng mưu cũng rất vui mừng chạy tới, thần bí nói, các cậu nghe thấy chưa? Vị anh hùng đánh lui quân địch ở biên giới chấn động toàn thành hôm nay chính là sở trưởng đại nhân của chúng ta đấy. Cái gì? Mọi người đều bị sốc khi nghe điều này. Bọn họ đương nhiên sẽ không liên kết hai người đó lại với nhau. Tiểu Nghiêm à, cậu làm rõ chưa? Tư Đồ Nhật Thăng cũng có chút không tin nói, đừng có tuyên truyền linh tỉnh đấy. Cái này làm sao có thể giả được? Nghiêm Trọng Mưu đắc ý nói, tôi có người quen trong nội các, là bọn họ lén nói cho tôi biết. Các cậu quên rồi à, lúc chúng ta mới đến đây, sở trưởng của chúng ta vẫn luôn vắng mặt, chưa từng xuất hiện, ông ấy mấy ngày trước tình cờ rời khỏi thành phố, hơn nữa sự xảy ra đột ngột, không ai biết, ông ta đã lập được đại công. Hơn nữa theo nội các nói, sở trưởng của chúng ta sẽ sớm tới đây, chính thức nhậm chức. Mọi người nghe được tin tức này, không khỏi hưng phấn. Không ngờ sở trưởng của chúng ta lại lợi hại như vậy. Đương nhiên, nếu không thì làm sao có thể làm sở trưởng sở Trấn Yêu chứ? Không biết sở trưởng của chúng ta rốt cục là thần thánh phương nào mà lại có năng lực lớn như vậy? Đợi lát nữa không phải có thể gặp rồi sao, hy vọng đừng quá nghiêm túc. Nhất thời, các thành viên mới của sở Trấn Yêu cũng bắt đầu tưởng tượng về sở trưởng của họ. Họ đều không nhịn được, đều muốn gặp mặt ngay lập tức, chiêm ngưỡng dung mạo thật. Tôi quả thực đã đến đúng nơi rồi. Sau khi nghe được tin này, Kim Lũ Y không khỏi cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Sở trưởng sở Trấn Yêu còn lợi hại hơn cô tưởng tượng, dưới sự lãnh đạo của ông ta, mọi người nhất định sẽ đạt được thành tựu to lớn, sẽ không lãng phí thời gian ở đây. Tôi thực sự muốn gặp sở trưởng sớm một chút, sau đó bắt đầu làm việc. Kim Lũ Y cũng rất có động lực. Tư Đồ Nhật Thăng cười nói, bộ phận mới thành lập, sau này mọi người đều sẽ bận rộn. Tiểu Nghiêm, Tiểu Hầu, hai người các cậu mau ra cửa chờ đi, chuẩn bị nghênh đón sở trưởng đại nhân của chúng ta. Được, Nghiêm Trọng Mưu và Hầu Quán Quân làm theo mệnh lệnh, cũng nóng lòng muốn xem trước. Kim đại nhân, Tư Đồ Nhật Thăng lại nói với Kim Lũ Y. Nhân khi sở trưởng đại nhân vẫn chưa đến, tôi sẽ tiếp tục đưa cô đến sảnh sau đi dạo nhé. Đó là nơi quan trọng của sở Trấn Yêu. Hai, đáng tiếc là đã bị bỏ hoang lâu như vậy. Nói xong, Tư Đồ Nhật Thăng tiếp tục dẫn Kim Lũ Y đi về phía sảnh sau. Khi bước vào trong, đột nhiên một luồng khí tức kỳ quái đập vào mặt. Cùng lúc đó, Diệp Lâm cũng gọi sư huynh Khổng Hữu Vi dừng lại, từ chối tiếp tục diễu hành. Hơn nữa, trên đường đi, Diệp Lâm cũng được Khổng Hữu Vi giới thiệu, sắp xếp cho anh vào sở Trấn Yêu nhậm chức. Hiện tại Đại Hạ lại có yêu tà hoành hành. Sư đệ, nếu cậu đã có bản lĩnh hàng hàng yêu trừ ma, thì không được để bị chôn vùi. Việc khởi động lại sở Trấn Yêu phải giao cho cậu rồi. Đối với việc này, Diệp Lâm cũng nghĩa bất dung từ, nhận lệnh tại chỗ, đảm nhận nhiệm vụ quan trọng của sở Trấn Yêu. Phía trước chính là sở Trấn Yêu, Khổng Hữu Vi chuẩn bị đích thân đưa Diệp Lâm tới đó. Nhưng phía trước đã rất đông đúc rồi. Không cần đâu, Diệp Lâm mở cửa xe xuống, sư huynh, anh quay về đi, tôi tự mình qua đó là được. Sau khi từ biệt Khổng Hữu Vi, Diệp Lâm đi thẳng đến cửa sở Trấn Yêu. Vừa hay gặp được Nghiêm Trọng Mưu và Hầu Quán Quân đã chờ ở cửa từ lâu. Hả, sao anh lại đến đây? Nghiêm Trọng Mưu không khỏi cau mày sau khi nhìn thấy Diệp Lâm, rất ngạc nhiên. Trời ạ, lại là người quen. Hầu Quán Quân vẫn còn nhớ Diệp Lâm, hôm đó đã nhận được hoa cẩm tú cầu từ tay con gái lớn của nhà họ Khổng. Lẽ nào anh Diệp,
anh cũng được điều đến Sở Trấn Yêu làm việc à? Đương nhiên, cả hai đều không nghĩ rằng Diệp Lâm trước mặt chính là sở trưởng mới mà họ đang vất vả mong đợi. Bọn họ một người cho rằng Diệp Lâm cũng là đồng nghiệp được thuyên chuyển, người kia thì càng không nghĩ đến. Anh ta có tư cách đến nơi như này làm việc sao? Nghiêm Trọng Mưu khinh thường nhìn Diệp Lâm hỏi, anh là tới xem cửa. Trong mắt Nghiêm Trọng Mưu, một người da trắng như Diệp, đến đây nhìn cửa lớn cũng không có tư cách. Trong số những người có thể đến đây ngày hôm nay, có ai không có công danh, hoặc là được tuyên chuyển từ bộ phận khác đến. Anh tới đây xem cửa, cũng chê anh trình độ thấp. Hầu Quán Quân vừa nghe liền cảm thấy lời này rất có lý. Bản thân vừa nhìn là người quen, lại hiểu lầm là cũng đến đây báo danh. Anh Diệp là đến đây báo án à? Hầu Quán Quân lại hỏi, nếu gần đây gặp phải chuyện gì kỳ quái có thể đến tìm chúng tôi giúp đỡ. Sở Trấn Yêu chúng tôi chuyên xử lý những chuyện thần bí. Diệp Lâm nhìn hai người, cũng có chút tò mò hỏi, các cậu là người mới được chuyển đến Sở Trấn Yêu à? Đúng vậy, Hầu Quán Quân gật đầu, vừa nhận được lệnh. Sở Trấn Yêu là bộ phận được hỗ trợ trọng điểm của nhà nước. Nghiêm Trọng Mưu kiêu ngạo nói, tôi thân là Trạng Nguyên, được điều tới đây, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Diệp Lâm nghe vậy, bình tĩnh nói, vậy từ nay về sau các cậu đều là thuộc hạ của tôi, đi theo tôi cố gắng làm việc nhé. Cái gì, cái gì? Lời này vừa nói ra, Hầu Quán Quân liền sửng sốt. Nghiêm Trọng Mưu càng bị chọc cho cười lớn, giữa ban ngày ban mặt, anh ở đây nói nhảm cái gì vậy? Anh là ai mà lại bảo Văn Võ Trạng Nguyên chúng tôi làm thuộc hạ của anh? Anh có biết sở trưởng của chúng tôi là ai không? Đó là anh hùng bảo vệ đất nước ở biên giới, một người giết chết 100.000 quân địch đấy. Diệp Lâm nói, đó chính là tôi. Phụt! Nghiêm Trọng Mưu gần như bật cười tại chỗ lần nữa. Anh muốn cầm giày cho sở trưởng của chúng tôi còn bị chê tay anh thô đấy. Anh còn ảo tưởng mình là anh hùng bảo vệ đất nước sao? Đúng là nam mơ giữa ban ngày. Hầu Quán Quân ở một bên cũng bất đắc dĩ cười khổ nói, anh Diệp, sở trưởng của chúng tôi có lẽ sẽ tới đây sớm thôi, nếu anh không có việc gì quan trọng thì đừng ở đây làm trò cười nữa. Hơn nữa, mạo danh cán bộ nhà nước là phạm pháp đấy. Đúng vậy, Nghiêm Trọng Mưu mắng, nếu còn dám nói bậy ở đây, trong chúng tôi có đồng nghiệp được điều từ đội cận vệ Yến Kinh đến đấy, có tin tôi lập tức gọi đội cận vệ Yến Kinh đến bắt anh đi không? Thấy hai người đều không tin, Diệp Lâm nhắc lại, tôi nói lại, tôi chính là sở trưởng Sở Trấn Yêu mới được bổ nhiệm. Gọi tất cả thành viên của Sở Trấn Yêu tập trung đến gặp tôi. Nói xong, Diệp Lâm tiến lên một bước, chuẩn bị đi vào trong. Anh còn dám xông vào. Nghiêm Trọng Mưu vẫn không chịu bỏ cuộc. Đây là nơi một người dân bình thường như anh có thể tùy ý vào sao? Nếu cậu còn dám ngăn cản tôi, có tin tôi lập tức sa thải cậu không? Diệp Lâm gay gắt hét lên, Nghiêm Trọng Mưu sợ đến mức liên tục lùi lại. Anh, Nghiêm Trọng Mưu bị uy lực của Diệp Lâm dọa đến nhất thời không nói nên lời. Nghiêm Trọng Mưu, cậu thật to gan. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, lại dám hỗn láo như vậy, ngăn cản sở trưởng của mình vào cửa. Tôi nói lại một lần nữa, tôi chính là sở trưởng Sở Trấn Yêu, sau này các cậu đều phải nghe tôi. Thấy Diệp Lâm nghiêm túc như vậy, không giống như đang nói đùa, Hầu Quán Quân cũng tin đến ba phần, vội vàng nói, anh Diệp, đừng tức giận. Mọi người đều mới tới đây. Còn chưa biết sở trưởng là ai, gây ra chút hiểu lầm. Vậy thì, nếu anh là sở trưởng mới, có thể cho chúng tôi xem giấy bổ nhiệm của anh không? Giấy bổ nhiệm. Diệp Lâm nghĩ đến, vừa rồi anh ngồi trên xe, sư huynh Khổng Hữu Vi quả nhiên đã lấy ra một văn kiện liên quan đến việc nhà nước chính thức ủy quyền. Nhưng Diệp Lâm vội xuống xe, cũng không cầm theo văn kiện xuống. Tôi đến hơi vội, không mang theo. Diệp Lâm bình tĩnh nói, lần sau tôi sẽ cho các cậu xem. Cái này, Hầu Quán Quân có chút ngây ra, niềm tin vừa mới tăng lên đối với Diệp Lâm lại giảm đi ba phần. Dù sao, nhìn dáng vẻ tự tin của Diệp Lâm, anh ta gần như tưởng thật, kết quả là lại không lấy ra được giấy bổ nhiệm của nhà nước. Như vậy làm sao Hầu Quán Quân có thể tin được lời anh nói chứ? Ha ha! Lúc này, Nghiêm Trọng Mưu đã định thần lại trở nên kiêu ngạo, cười lạnh chất vấn, đến giấy bổ nhiệm cũng không lấy ra được, còn dám ở đây mạo danh cán bộ nhà nước. Anh thật to gan. Ai cho anh dũng khí như vậy hả? Nhưng Diệp Lâm lại không nghĩ như vậy, cho dù có giấy bổ nhiệm hay không, tôi vẫn là sở trưởng được nhà nước đặc biệt phái tới, nếu các, không tin có thể gặp cấp trên để xác minh thân phận của tôi. Tôi thân là sở trưởng, hôm nay lần đầu tiên đến Sở Trấn Yêu,
không thể vì không mang theo giấy bổ nhiệm mà từ chối không cho tôi vào cửa chứ. Cái này, Hầu Quán Quân gãi đầu, có chút không biết phải làm thế nào. Suy cho cùng, đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải tình huống này, lần đầu tiên thấy đến đơn vị mới báo danh mà không mang giấy bổ nhiệm. Điều này giống như việc cố gắng vào phòng thi mà không mang theo phiếu dự thi vậy, thực sự khiến người ta khó xử. Hay là tôi đi gọi điện thoại, xác minh với nội các một chút. Hầu Quán Quân nói. Xác minh cái con khi, Nghiêm Trọng Mâu lập tức khẳng định, anh ta chỉ là đồ mạo danh. Mau đuổi anh ta ra ngoài. Diệp Lâm phớt lờ hai người, chuẩn bị đi vào trước rồi nói. Anh đứng lại cho tôi. Nghiêm Trọng Mưu tức giận nói, ai cho phép anh đi vào. Nói xong, Nghiêm Trọng Mưu liền chỉ đạo Hầu Quán Quân lần nữa, anh Hầu, anh ra tay dạy dỗ tên tiểu tử này một chút đi. Hừ, tên họ Diệp kia, tôi biết anh rất lợi hại, ngay cả tọa sơn điêu của Phượng Thiên chúng ta cũng rơi vào tay anh. Nhưng anh Hầu là đương kim võ trạng nguyên, so với một tiểu sơn Phượng Sơn thì không biết cao tận đâu. Nghiêm Trọng Mưu cáo mượn oai hùng, ỷ vào bên cạnh có võ trạng nguyên, cũng không sợ gì Diệp Lâm. Ây yô, Tôn thiếu gia, Nghiêm Trọng Mưu nhìn thấy liền vội vàng bước tới chào hỏi. Lần trước lúc trạng nguyên diễu hành, anh ta đã thuận đường làm quen được ngự sử tuần thành Tôn thiếu gia, Tôn Văn Thành. Đối với những người có xuất thân gia đình nổi bật như Tôn Văn Thành, chính là đối tượng kết giao và nịnh nọt trọng điểm của Nghiêm Trọng Mưu. Tôn thiếu gia, anh đến thật đúng lúc. Nghiêm Trọng Mưu chỉ vào Diệp Lâm nói, ở đây có một tên lưu manh dám mạo danh cán bộ nhà nước. Ồ, ai mà to gan như vậy? Tôn Văn Thành nhìn kỹ hơn, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Diệp Lâm, lại là anh. Cho dù thực sự động thủ, cũng có võ trạng nguyên chống đỡ. Bất luận thẳng bại, cũng không thể để Diệp Lâm đi một cách dễ dàng. Nhất thời, Hầu Quán Quân bị kẹp giữa hai người, không biết. Phải làm sao mới là tốt? Ở đây có chuyện gì mà ồn ào thế? Lúc này, một đôi cảnh vệ đi tuần đến. Người ta có câu kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lúc nhìn thấy Diệp Lâm lần nữa, trong mắt Tôn Văn Thành đều là lửa giận. Sau lần ra vẻ không thành công trước mặt Diệp Lâm, ngược lại còn bị Diệp Lâm đánh một trận, Tôn Văn Thành vẫn luôn ghi hận trong lòng. Anh ta đi nhờ ông nội mình giúp mình trả thù, nào ngờ ông nội lại không chịu giúp mình. May là có cậu chiến thần ở Kinh Châu hứa là cuối tháng trở về sẽ ra tay dạy dỗ Diệp Lâm một bài học, Tôn Văn Thành mới tạm thời nén giận. Lâm ít khi ở Yến Kinh, hai người ít khi ở Yến Kinh, hai người ít khi gặp mặt, trận xung đột khi đó mới tạm thời hạ màn. Ha ha, Tôn Văn Thành nhìn Diệp Lâm, cười lạnh một tiếng. Họ Diệp, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Ồ, Tôn Thiếu cũng quen biết thằng nhãi này hả? Nghiêm Bất Khí sửng sốt, thấy sắc mặt Tôn Thiếu rất khó coi, hiển nhiên hai người chính là kẻ thù. Nghiêm Bất Khí thấy vậy thì mừng thầm trong lòng, dường như trong lúc vô tình mình lại có thêm một người giúp đỡ. Quen biết, đương nhiên là quen biết rồi. Vừa nhìn thấy Diệp Lâm, khuôn mặt Tôn Văn Thành như là nổi cơn đau ầm ĩ, đây chính là di chứng từ lần trước bị đánh. Tôn Văn Thành sao có thể quên được Diệp Lâm, dù anh ta có bị đốt thành cho bụi thì tôi cũng có thể nhận ra anh ta. Xem ra lần trước còn chưa đánh đủ. Diệp Lâm lạnh lùng hỏi, anh còn muốn thử lại nữa hả? Đối mặt với tầm mắt sắc bén của Diệp Lâm, Tôn Văn Thành sợ tới mức lùi ra sau vài bước. Anh ta biết rõ Diệp Lâm là kẻ lợi hại, mình không có một chút sức phản kháng trong tay Diệp Lâm. Có điều, Tôn Văn Thành cố mà cười lạnh một tiếng. Họ Diệp kia, mày kiêu ngạo không được bao lâu nữa đâu, cuối tháng cậu tao sẽ về kinh, đến khi ấy cậu tao sẽ ra mặt dạy dỗ mày. Diệp Lâm không tin lời anh ta. Hầu Quán Quân đứng bên cạnh lại rất chấn động, cậu của anh là chiến thần Kinh Châu đấy hả? Ha ha, Tôn Văn Thành kiêu ngạo cười nói, tôi chỉ có một người cậu thôi. Đương nhiên, anh ta vẫn còn mấy người cậu cùng tộc khác, nhưng không ai nổi tiếng nên anh ta sẽ không nhận, trong lòng anh ta chỉ có một người cậu là chiến thần thôi. Chiến thần Kinh Châu, Nghiêm Bất Khí nghe vậy thì rất là kính nể, quả nhiên là nhà họ Tôn rất lợi hại. Lúc này, Nghiêm Bất Khí nhìn về phía Diệp Lâm với ánh mắt chứa đầy vẻ hài hước và đắc ý. Anh ta thầm nghĩ, tên họ Diệp kia xui xẻo thật sự, đắc tội Tôn Thiếu, còn sắp bị một vị chiến thần tự mình ra tay dạy dỗ nữa. Lần này dù Diệp Lâm không bị đánh chết thì cũng bị lột một lớp da. Chỉ mong đến khi ấy anh đừng sợ hãi bỏ chạy, Tôn Văn Thành lạnh lùng nói. Tôi chờ, Diệp Lâm nói bằng giọng điệu chẳng sao cả. Còn Hầu Quán Quân thì không nhịn được mà khuyên nhủ, Tôn Thiếu, anh làm vậy không ổn đâu. Mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, có chút mâu thuẫn nhỏ,
chúng ta ngầm giải quyết với nhau là được rồi, cần gì phải kéo cậu chiến thần của anh vào chứ? Ở trong mắt Hầu Quán Quân, loại hành vi giống như Tôn Văn Thành chẳng khác gì đánh thua rồi đi mách lẻo với người nhà với thầy giáo, thật sự là ngây thơ. Anh bớt xen vào chuyện người khác đi, Tôn Văn Thành chỉ muốn gọi cậu đến đây ngay bây giờ để báo thù cho mình, chẳng quan tâm gì khác nữa. Đúng vậy, anh bớt xen vào chuyện của Tôn Thiếu đi. Nghiêm Bất Khí vội vàng phụ họa, Tôn Thiếu biết nên làm thế nào mà. Sau đó, Tôn Văn Thành hỏi Nghiêm Bất Khí, lúc nãy anh nói cái gì? Anh ta giả mạo mệnh quan triều đình hả? Đúng đúng đúng, Nghiêm Bất Khí gật đầu liên tục, anh ta tự xưng mình là sở trưởng sở trấn Yêu, nhưng lại không có giấy nhậm chức từ triều đình, đây là giả mạo mệnh quan triều đình rồi còn gì. Nghe vậy, Tôn Văn Thành cảm thấy mừng thầm, giống như là đã bắt được nhược điểm của Diệp Lâm. Anh hả, sở trưởng sở trấn Yêu, Tôn Văn Thành không tin Diệp Lâm chính là anh hùng hộ quốc nổi tiếng dạo gần đây, anh biết sở trưởng đại nhân mới nhậm chức kia lợi hại thế nào. Không, một mình canh giữ biên giới. Diệt 100.000 quân địch biên cảnh, công tích đủ so với cậu chiến thần Kinh Châu của tôi. Anh là cái thứ gì mà dám giả mạo anh hùng quốc gia? Dứt lời, Tôn Văn Thành ra lệnh, lập tức bắt thằng nhãi này đưa đi bộ tư pháp thẩm vấn. Dám giả mạo mệnh quan triều đình và anh hùng hộ quốc, tội thêm tội, anh chờ ngồi tù đến sông cạn đá mòn đi. Hiện giờ có đủ nhân chứng vật chứng, Tôn Văn Thành định đánh trả Diệp Lâm một trận, xem Diệp Lâm thoát thân kiểu gì. Ha ha! Lần này là do anh tự tìm. Anh ta vừa ra lệnh, đám thị vệ tuần thành lập tức đi lên bắt Diệp Lâm. Cút hết đi, Diệp Lâm quát một câu liền bản một đám thị vệ ra khỏi sở trấn Yêu. Bốp! Sau đó, Diệp Lâm trở tay tát Tôn Văn Thành một cái, tát cho anh ta bay ra ngoài. Hít hà! Nghiêm Bất Khí và Hầu Quán Quân thấy vậy thì sợ tới mức hít hà một hơi. Không ngờ Diệp Lâm lại dám ra tay đánh Tôn Thiếu. Bọn họ đâu biết đây không phải là lần đầu tiên Diệp Lâm đánh Tôn Văn Thành. Anh dám đánh tôi, Tôn Văn Thành bụng mặt, vừa tức giận vừa hoảng sợ. Đây là sở trấn Yêu, Diệp Lâm đứng ở cửa, lạnh giọng cảnh cáo, không phải là nơi anh có thể tùy tiện dương oai. Càng không đến lượt một tên thành sử nho nhỏ là anh ở đây tùy tiện bắt người. Diệp Lâm, anh thật to gan, Nghiêm Bất Khí vừa đi lại xem vết thương của Tôn Thiếu vừa nổi giận quát lên với Diệp Lâm. Anh không chỉ dám giả mạo mệnh quan triều đình mà còn dám đánh mệnh quan triều đình nữa hả? Đủ loại hành vi hôm nay của anh không cần phải đi tù, mà trực tiếp kéo đi chém đầu cũng được nữa. Giờ phút này, Tôn Văn Thành vừa tức giận vừa sợ hãi. Lần trước bị đánh là do mình gây chuyện, không chiếm lý, Tôn Văn Thành nhận thua. Còn lần này là do đối phương sai trước, dám giả mạo mệnh quan triều đình, Tôn Văn Thành có trách nhiệm bắt đối phương đi điều tra. Kết quả lại bị ăn một cái tát nữa. Thật là buồn cười. Họ Diệp, anh biết mình mắc bao nhiêu tội không hả? Tôn Văn Thành tức giận đến mức run rẩy cả người. Anh ta lấy điện thoại gia đình gọi cho ông nội điều người của Bộ Tư Pháp tới bắt Diệp Lâm. Lần trước mình không chiếm lý nên ông nội mặc kệ mình. Còn lần này thì sao? Tôn Văn Thành bị đánh trong quá trình chấp pháp, cho dù không tìm ông nội mình thì Bộ Tư Pháp cũng sẽ không đứng yên nhìn. Đúng rồi. Mau gọi người của Bộ Tư Pháp tới bắt anh ta đi. Nghiêm Bất Khí vui sướng khi người gặp họa. Ây da, phiền phức rồi đây. Hầu Quán Quân sốt ruột thay Diệp Lâm, anh Diệp, mau chạy đi, mau ra ngoài trốn đi. Trốn hả? Nghiêm Bất Khí cười lạnh ra tiếng, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Anh ta có thể trốn đi đâu? Tôi khuyên anh ngoan ngoãn chịu tội đi. Lúc bên này đang loạn hết cả lên, càng lúc càng nhiều người vây xem. Mọi người thấy Diệp Lâm không chỉ dám giả mạo mệnh quan triều đình mà còn dám đánh Tôn Thiếu thì đều nhìn về phía Diệp Lâm với ánh mắt như nhìn kẻ điên, trong mắt tràn đầy đồng tình. Là xe quan nội các kìa. Vài chiếc xe quan lần lượt chạy vào. Tôn Văn Thành thấy lạ, mình còn chưa gọi điện thoại cho ông nội mà nội các đã phái người tới đây rồi. Ngay sau đó, một ông cụ bước xuống xe. Mọi người hô lên, là Khổng Đại Nhân, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ông Khổng. Đám người Tôn Văn Thành sôi nổi đi lên chào hỏi. Hạ quan tham kiến Bộ trưởng Đại Nhân, Nghiêm Bất Khí và Hầu Quán Quân hành lễ. Không cần khách sáo. Khổng Hữu Vĩ gật đầu rồi nhìn xung quanh, sau đó thấy Diệp Lâm đứng ngay cửa, lập tức cười nói, sư đệ, lúc nãy cậu đi gấp, quên lấy lệnh nhậm chức của triều đình. Tôi đến đây đưa cậu. Dứt lời, Khổng Hữu Vĩ đưa lệnh nhậm chức vào tay Diệp Lâm. Cảm ơn sư huynh, Diệp Lâm cầm lệnh nhậm chức, nói. Sở trấn Yêu mới thành lập, còn rất nhiều việc phải làm,
vậy nên hôm nay không mời sư huynh vào chơi. Nói đến cùng, ngay cả bản thân Diệp Lâm cũng chưa vào cửa sở Trấn Yêu nữa. Ha ha, Khổng Hữu Vi cười nói, sư đệ đi làm việc đi. Tôi cũng phải đi rồi, nếu không sẽ không kịp giờ lâm chiều. Dứt lời, Khổng Hữu Vi chào Diệp Lâm rồi lên xe đi, để lại một đám người ăn dưa trợn mắt há mồm. Trời ạ, tôi không nghe lầm đấy chứ. Khổng đại nhân gọi người trẻ tuổi kia là sư đệ. Cậu ta là sư đệ của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thằng nhãi kia giả mạo mệnh quan triều đình cơ mà. Sao Bộ trưởng Bộ Tài chính Khổng Hữu Vi lại tự mình đến đây đưa lệnh nhậm chức cho thằng nhãi kia? Rốt cuộc chuyện này là sao? Trời đất ơi, chẳng lẽ thằng nhãi kia chính là sở trưởng sở Trấn Yêu, đồng thời là anh hùng hộ quốc? Giờ phút này, không chỉ có đám người xem trò hay đều bất ngờ, ngay cả Nghiêm Bất Khí và Hầu Quán Quân cũng đều rất ngạc nhiên. Má ơi, Hầu Quán Quân chợt nhận ra vấn đề, hô lên, anh. Diệp, anh, chính là sở trưởng mới nhậm chức hả? Tôi có nói không phải bao giờ. Diệp Lâm chừng anh ta một cái. Hầu Quán Quân có chút ngại ngùng gãi đầu, anh Diệp. À không phải, Diệp đại nhân, Diệp sở trưởng, lúc nấy thấy anh không có lệnh nhậm chức nên tôi hiểu lầm. Anh đừng nghĩ nhiều nha. Ừ, Diệp Lâm gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Nói cho cùng thì lúc nãy Hầu Quán Quân không có làm khó mình, ngược lại còn nói chuyện thay mình. Nghiêm Bất Khí nhìn nhìn rồi ngây ngẩn cả người, anh. Anh là sở trưởng, sao có thể chứ? Nghiêm Bất Khí thà tin trên đời có quỷ cũng không muốn tin họ Diệp trở thành cấp trên trực tiếp của mình và ngồi lên đầu mình. Diệp Lâm mở lệnh nhậm chức ra, giơ lên cho Nghiêm Bất Khí xem, mở to đôi mắt chó của anh ra nhìn xem tôi có phải là sở trưởng hay không. Lúc này trong mắt Nghiêm Bất Khí tràn đầy sợ hãi, làm gì còn có tâm trạng đi xem lệnh nhậm chức. Hơn nữa, lệnh nhậm chức do Bộ trưởng Bộ Tài chính tự mình đưa tới, sao có thể là giả được. Điều khiến Nghiêm Bất Khí cảm thấy sợ hãi hơn nữa là Diệp Lâm xưng huynh gọi đệ với Bộ trưởng Bộ Tài chính, hai người có mối quan hệ sư huynh đệ. Nghiêm Bất Khí, lúc nãy anh nói tôi đứng đây trông cửa cũng không có tư cách hả? Ngay sau đó, Diệp Lâm ra lệnh, nếu anh có tư cách thì sau này anh cứ đi trông cửa sở Trấn Yêu đi. Diệp Lâm vốn định đi vào sở Trấn Yêu rồi mới đuổi việc Nghiêm Bất Khí, để đỡ thấy anh ta rồi chướng mắt. Nhưng khi nghĩ lại mới thấy Nghiêm Bất Khí cực kỳ coi trọng công danh. Đuổi việc anh ta là rất nhẹ nhàng với anh ta, chỉ bằng để anh ta đi trông cửa xem như là trừng phạt anh ta, bảo đảm anh ta không dám chủ động từ chức. Cái gì, trông cửa, nghe vậy, Nghiêm Bất Khí vừa tức giận vừa sợ hãi. Anh ta là Văn Trạng Nguyên, vậy mà lại xếp cho anh ta đi trông cửa. Tên họ Diệp kia, anh đây là dùng việc công làm việc riêng. Đối mặt với lời chất vấn của Nghiêm Bất Khí, Diệp Lâm cười hờ hững, anh nói đúng. Con người của tôi chính là có thủ báo thù, dùng việc công làm việc riêng. Anh, Nghiêm Bất Khí bị khịa đến mức nghẹn họng. Ai bảo hiện nay người ta là cấp trên của mình cơ chứ? Đừng nói là sắp xếp cho đi trông cửa, dù Diệp Lâm có sắp xếp cho anh ta đi quét WC thì anh ta cũng phải cắn răng mà làm. Trừ khi anh ta bỏ đi ngay lập tức, nhưng mà anh ta không dám. Bởi vì triều đình vừa điều anh ta đến đây nhậm chức, lúc tới đây anh ta không từ chối. Rồi khi mới đi làm được một ngày mà đã xin từ chức thì sẽ để lại ấn tượng xấu với triều đình, đừng nói là không được trọng dụng trong tương lai, chỉ nói bây giờ thôi là rất có thể sẽ bị cho nghỉ ở nhà. Dù anh ta có muốn khiếu nại lên trên là bị cấp trên phân biệt đối xử cũng không được, bởi vì anh ta là người gây chuyện đầu tiên. Hơn nữa, Diệp Lâm có mối quan hệ thân thiết với Bộ Tài chính, bên trên sẽ nể mặt mà không phái người đến điều tra một chuyện nhỏ nhặt thế này, kết quả cuối cùng vẫn là anh ta về nhà ăn không ngồi rồi. Nghĩ đến mình vất vả học tập mấy chục năm, khó lắm mới ghi tên bảng vàng, rồi lại gặp loại chuyện sốt ruột thế này. Nghiêm Bất Khí càng suy nghĩ càng tức giận. Mình thì Đỗ Trang Nguyên không phải là vì đi trông cửa cho người ta. Bất Khí ơi là Bất Khí, mày phải nhịn mới được, chuyện nhỏ mà không nhịn được thì sẽ gặp chuyện lớn, lại thêm người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nghiêm Bất Khí âm thầm cổ vũ chính mình, cố nén cơn giận vào đáy lòng. Sau đó, Nghiêm Bất Khí đi tới trước mặt Diệp Lâm, chủ động nhận sai, Diệp đại nhân, vừa rồi là tôi có mắt không tròng, không biết anh là sở trưởng mới nhậm chức, tôi xin lỗi anh. Hy vọng anh rộng lòng tha thứ cho và cho tôi một cơ hội sửa sai. Nghiêm Bất Khí còn chưa nói xin lỗi xong thì đã thấy Diệp Lâm làm lơ anh ta, trực tiếp quay người đi thẳng vào bên trong. Diệp Lâm vừa đi vừa ra lệnh cho Hầu Quán Quân, đi gọi tất cả mọi người đến gặp tôi. Vâng, Hầu Quán Quân lên tiếng. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Nghiêm Bất Khí rồi bất đắc dĩ lắc đầu.
Nghiêm Bất Khí lập tức thẹn quá hóa giận, mình đã nhún nhường đến thế rồi, còn muốn mình làm cái gì nữa? Quỳ gối cầu xin hả? Nghiêm Bất Khí không biết làm sao, đành phải nhìn về phía Tôn Văn Thành cũng đang rất sốc. Tôn thiếu, Nghiêm Bất Khí nhờ và Tôn Văn Thành, tôi phải làm sao bây giờ? Bốp bốp, Tôn Văn Thành hồi hồn, tát vài cái lên trên mặt Nghiêm Bất Khí. Mày còn không biết xấu hổ đi hỏi tao phải làm sao bây giờ? Mày nói dối tình báo, làm hại tao đang không bị đánh, vậy mà mày còn có mặt mũi đi hỏi tao? Tôn Văn Thành càng nói càng tức giận, cuối cùng đánh Nghiêm Bất Khí liên tục để xả cơn giận. Nghiêm Bất Khí bị đánh đến mức trong mắt đầy sao, cả khuôn mặt đều sưng lên. Sau này trợn to mắt ra mà nhìn, còn dám nói bậy nói bạ nữa thì coi chừng tao tử hình mày ngay tại chỗ. Dứt lời, Tôn Văn Thành lại gạt chân Nghiêm Bất Khí, khiến Nghiêm Bất Khí ngã lăn ra mặt đất. Nhìn cái gì mà nhìn, cút hết đi. Sau đó, Tôn Văn Thành xua đuổi đám đông, dẫn người của mình bỏ đi. Tôn Văn Thành cảm thấy hôm nay rất xui xẻo, lần nào gặp Diệp Lâm cũng bị đánh một trận, càng nghĩ càng tức giận. Anh ta cho rằng lần này bắt được nhược điểm của Diệp Lâm, kết quả là đối phương thật sự trở thành sở trưởng sở trấn yêu. Tôn Văn Thành đòi bắt người trên địa bàn của đối phương. Anh ta không chiếm lý, bị tát cũng không biết phải đi đâu nói lý lẽ. Thảo nào ông nội bảo mình đừng gây chuyện với tên họ Diệp kia. Không ngờ anh ta cũng có chút bản lĩnh. Tôn Văn Thành bụng mặt mình, thầm nghĩ chỉ dựa vào mình là không thể đối phó được với thằng nhãi họ Diệp. Hiện giờ người ta là sở trưởng sở trấn yêu, chức quan tam phẩm, còn mình chỉ là tuần thành chức quan thất phẩm, khi thấy đối phương còn phải khom người hành lễ, nói gì đến tư cách trả thù. Xem ra là chỉ có thể chờ cậu chiến thần về kinh mới có thể tìm cơ hội dạy dỗ anh ta một trận. Tôn Văn Thành nguyền rủa trong lòng, tên họ Diệp kia, chờ đến cuối tháng là mày hết ngày lành rồi. Sau khi Tôn Văn Thành dẫn đội đi, Nghiêm Bất Khí mới bụng khuôn mặt sưng vù của mình, chật vật quay lại cổng sở trấn yêu. Đám người xem trò hay xung quanh chỉ trỏ trỏ xong rồi cũng giải tán. Ây da, thằng nhãi kia đáng thương quá đi. Văn Trạng Nguyên năm nay bị xếp đi trông cửa, buồn cười chết mất. Ai bảo anh ta không quen biết cấp trên của mình, còn công khai chế giễu cấp trên nữa. Không đuổi việc anh ta là nể mặt anh ta lắm rồi. Nghiêm Bất Khí luôn luôn kiêu ngạo chưa từng chịu nhục. Nhã và coi thường thế này. Nếu có khe đất thì anh ta thật sự muốn chui xuống để trốn tránh lời bàn tán vớ vẩn. Lúc này, điện thoại của Nghiêm Bất Khí đổ chuông. Là cuộc gọi của ông nội Nghiêm Kỳ Học. Bất Khí, điện thoại kết nối, giọng nói tràn đầy vẻ quan tâm của ông nội vang lên, cháu ở sở trấn yêu sao rồi? Mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên ổn không? Cháu cần phải cố gắng hơn nữa, tranh thủ sớm ngày lên chức. Năm ông nội tầm tuổi cháu, ông đã lên tới ngũ phẩm rồi. Cháu cũng phải cố gắng nhé. Nghe vậy, Nghiêm Bất Khí khóc không ra nước mắt. Anh ta có thể nói mình đã tới nước phải đi trông cửa hay sao? Ông nội nghe vậy là tức chết. À phải rồi, Nghiêm Kỳ Học dặn dò, cháu tuyệt đối đừng gây chuyện với Diệp Lâm, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Cậu ta mới vừa giết sạch đám cổ võ giả bên núi Trường Bạch. Với lại không biết dùng cách gì mà chỉ một mình cậu ta thôi đã đánh chết trăm nghìn quân biên cảnh, nổi danh khắp nước. Cháu đừng nghĩ mình là Văn Trạng Nguyên rồi tự cao. Chờ lúc cậu ta quay lại Yến Kinh, triều đình thế nào cũng sẽ trọng dụng cậu ta, cháu tạm thời không so được với cậu ta. Nghiêm Bất Khí nghe ông nội cảnh cáo thì muốn khóc lớn hơn nữa. Anh ta thầm nghĩ, muộn rồi, cháu mới gây chuyện rồi, hậu quả thật sự rất nghiêm trọng. Có điều cháu đừng nản lòng. Nghiêm Kỳ Học cổ vũ. Cuộc đời là một trận marathon, thắng thua trong nhất thời là không sao cả, ông nội tin rằng cháu sẽ có khả năng vượt qua cậu ta trong tương lai. Sau khi tắt cuộc gọi, Nghiêm Bất Khí hoảng hoảng hốt hốt. Anh ta nhớ lại việc thua thê thảm khi so tài cầm kỳ thi họa với Diệp Lâm lần trước, vốn tưởng rằng lần này mình Đỗ Trạng Nguyên là có thể hòa nhau một trận với đối phương, nào ngờ người ta nhảy một cái thành cấp trên của mình. Mình không chỉ là không thể kéo lại mặt mũi, ngược lại còn càng lúc càng thua kém đối phương. Có loại cảm giác như là cỏ sáng tranh nhau phát sáng với ánh trăng. Đã sinh Nghiêm còn sinh Diệp làm gì? Đã sinh Nghiêm còn sinh Diệp làm gì? Trong nhất thời, Nghiêm Bất Khí lại luẩn quẩn trong lòng, cơn giận nổi lên, trong miệng hơi mặn. Phụt! Một ngụm máu ọc ra. Sau đó, Nghiêm Bất Khí dường như thấy được bà nội đang vẫy tay gọi mình, rồi trời đất quay cuồng, ngất xỉu bên đường. Bên kia, Tư Đồ Nhật Thăng dẫn Kim Lũ Y ra sau điện tham quan. Sau khi bước vào sở trấn yêu, mọi thứ trước mắt đều thay đổi.
Nếu nói chính điện đại biểu cho chính khí nghiêm nghị phía chính phủ thì sau điện lại có vẻ cực kỳ âm trầm. Cột nhà nào cũng điêu khắc yêu vật, bước vào là như đi giữa thủ đô vạn yêu, rất là khó chịu. Nếu đây không phải là sở trấn yêu thì Kim Lũy có lý do để tin rằng mình đi nhầm địa bàn của đại yêu nào đó. May mà Kim Lũy luyện võ nhiều năm, từng dẫn đầu đội cận vệ Yến Kinh, quen nhìn các trường hợp sống chết, không đến mức bị một vài kiến trúc tà môn dọa sợ. Ông Tư, chúng ta đang ở sở trấn yêu thật hả? Kim Lũy nhíu mày nhìn xung quanh. Đúng vậy, Tư Đồ Nhật Thăng nói đúng hơn thì sau điện mới là sở trấn yêu, còn trước điện là nơi dùng để tiếp khách và làm việc. Lúc này Kim Lũy mới hiểu ra rằng sở trấn yêu không đơn giản như trong tưởng tượng của mình. Nơi đây có quá nhiều bí mật không ai biết. Sở trấn yêu mới vừa được mở lại chỉ là một góc của núi băng thần bí thôi. Kim đại nhân, cô ở đây lâu rồi có cảm thấy rất khó chịu hay không? Tư Đồ Nhật Thăng dẫn Kim Lũy tiếp tục đi vào bên trong. Sau điện rất lớn, lớn gấp mấy lần chính điện, còn có rất nhiều đồ vật trang trí cũ kỹ phủ đầy bụi. Tạm tạm, Kim Lũy nhanh chóng làm quen với hoàn cảnh không khí nơi đây. Tư Đồ Nhật Thăng cười nói, Kim đại nhân, có lẽ cô không biết chứ ở đại hạ hàng trăm năm trước, người và yêu vật là cùng tồn tại. Cùng tồn nghe vậy, Kim Lũy giật mình, thầm nghĩ những gì từng ghi trong sách cổ không phải là truyền thuyết thần thoại, mà là sự thật từng tồn tại. Vì sao sau này lại không còn nữa? Kim Lũy tò mò hỏi. Tư Đồ Nhật Thăng nghiêm túc đáp, vì sau khi lập quốc, đại hạ đã ra luật trong đại hạ không được có yêu ma quỷ quái. Từ đó về sau, trong đại hạ không còn yêu tà, quốc thái dân an. Kim Lũy rất bất ngờ, chỉ cần ra luật là có uy lực mạnh đến vậy sao? Đám yêu kia tuân thủ pháp luật, nói biến mất liền biến mất thật hả? Ha ha, Tư Đồ Nhật Thăng cười nói, đó không phải là luật pháp bình thường, mà là luật sắt do người mạnh nhất năm ấy đặt ra, nói đúng hơn là một loại pháp tắc. Giống như con người khát nước muốn uống nước, con người chết rồi thi thể sẽ bị hư thối, khoảnh khắc luật pháp được quyết định, tất cả yêu ma quỷ quái đều biến mất hết. Nghe vậy, Kim Lũy cực kỳ chấn động, vấn đề nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Vì sao, trong thời gian trước, bên trong Yến Kinh lại có yêu vật phá phách? Kim Lũy nhíu mày nói, nghe nói quốc sư đại nhân cũng bị yêu vật dụ dỗ. Tư Đồ Nhật Thăng thở dài, bởi vì tác dụng của luật pháp ngày càng yếu. Nói đến cùng, ngoài quy luật thiên nhiên ra, các sự vật còn lại dù mạnh đến thế nào cũng có ngày biến mất. Luật đại hạ không yêu đã được ban hành gần trăm năm, cũng sắp đến lúc mất hết hiệu lực rồi. Đến lúc đó, yêu vật sẽ ngóc đầu trở lại giống như là hoàng hà vỡ đê. Kim Lũy nói, có cách nào sửa chữa luật pháp, để cho tác dụng của nó tiếp tục kéo dài hay không? Tư Đồ Nhật Thăng lắc đầu, không dễ đâu. Cô phải biết rằng thế giới không phải của riêng nhân loại. Trong dòng sông lịch sử, đa số đều là người và yêu ma quỷ quái cùng tồn tại. Trăm năm không yêu đã là một loại điên đảo càn khôn rồi, làm gì có thể dễ dàng tiếp tục được nữa. Kim Lũy gật đầu, nói cách khác, yêu vật ngóc đầu trở lại là xu thế tất yếu. Nói vậy cũng đúng, Tư Đồ Nhật Thăng nói, đây là lý do vì sao triều đình mở lại sở trấn yêu. Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với mọi thứ. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến chỗ cuối của sau điện. Trên vách tường treo hai món đồ. Một đèn lồng. Một tấm chắn. Đó là gì vậy? Kim Lũy tò mò hỏi. Cô biết vật phẩm được trang trí ở cuối cùng sau điện chắc chắn không phải là vật phẩm bình thường. Đèn này là đèn trường minh. Tư Đồ Nhật Thăng lấy đèn xuống từ trên tường. Lúc gặp yêu vật, đèn trường minh sẽ có phản ứng. Người của sở trấn yêu từng được gọi là người cầm đèn. Bởi vì bọn họ thường cầm đèn trường minh đi tuần tra thành phố để đánh bắt yêu vật. Kim Lũy gật đầu, hiện giờ đèn không sáng, nghĩa là ở đây rất an toàn. Không phải, Tư Đồ Nhật Thăng lắc đầu cười khổ, là hiện giờ không còn ai có thể châm đèn nữa rồi. Các đời sở trưởng đều là kỳ nhân tự mang hồn kỳ lân, chỉ có bọn họ mới có thể dùng lửa kỳ lân châm đèn trường minh. Kim Lũy cầm đèn thử một lát, cuối cùng cũng không thể châm đèn, đành phải trả lại chỗ cũ. Sau đó, Kim Lũy nhìn về phía tấm chắn. Vậy còn tấm chắn này? Nó dùng để làm gì? Tư Đồ Nhật Thăng nghiêm túc nói, các đời sở trưởng dùng nó để bắt yêu vật. Nghe nói tấm chắn có thể cần nuốt tất cả yêu ma quỷ quái. Bên kia, Tư Đồ Nhật Thăng dẫn Kim Lũy ra sau điện tham quan. Sau khi bước vào sở trấn yêu, mọi thứ trước mắt đều thay đổi.
Nếu nói chính điện đại biểu cho chính khí nghiêm nghị phía chính phủ thì sau điện lại có vẻ cực kỳ âm trầm. Cột nhà nào cũng điêu khắc yêu vật, bước vào là như đi giữa thủ đô vạn yêu, rất là khó chịu. Nếu đây không phải là sở trấn yêu thì Kim Lũ Y có lý do để tin rằng mình đi nhầm địa bàn của đại yêu nào đó. May mà Kim Lũ Y luyện võ nhiều năm, từng dẫn đầu đội cận vệ Yến Kinh, quen nhìn các trường hợp sống chết, không đến mức bị một vài kiến trúc tà môn dọa sợ. Ông Tư, chúng ta đang ở sở trấn yêu thật hả? Kim Lũ Y nhíu mày nhìn xung quanh. Đúng vậy, Tư Đồ Nhật Thăng nói đúng hơn thì sau điện mới là sở trấn yêu, còn trước điện là nơi dùng để tiếp khách và làm việc. Lúc này Kim Lũ Y mới hiểu ra rằng sở trấn yêu không đơn giản như trong tưởng tượng của mình. Nơi đây có quá nhiều bí mật không ai biết. Sở trấn yêu mới vừa được mở lại chỉ là một góc của núi băng thần bí thôi. Kim đại nhân, cô ở đây lâu rồi có cảm thấy rất khó chịu hay không? Tư Đồ Nhật Thăng dẫn Kim Lũ Y tiếp tục đi vào bên trong. Sau điện rất lớn, lớn gấp mấy lần chính điện, còn có rất nhiều đồ vật trang trí cũ kỹ phủ đầy bụi. Tạm tạm Kim Lũ Y nhanh chóng làm quen với hoàn cảnh không khí nơi đây. Tư Đồ Nhật Thăng cười nói, Kim đại nhân, có lẽ cô không biết chứ ở đại hạ hàng trăm năm trước, người và yêu vật là cùng tồn tại. Cùng tồn tại, nghe vậy, Kim Lũ Y giật mình, thầm nghĩ những gì từng ghi trong sách cổ không phải là truyền thuyết thần thoại, mà là sự thật từng tồn tại. Vì sao sau này lại không còn nữa? Kim Lũ Y tò mò hỏi. Tư Đồ Nhật Thăng nghiêm túc đáp, vì sau khi lập quốc, đại hạ đã ra luật trong đại hạ không được có yêu ma quỷ quái. Từ đó về sau, trong đại hạ không còn yêu tà, quốc thái dân an. Kim Lũ Y rất bất ngờ, chỉ cần ra luật là có uy lực mạnh đến vậy sao? Đám yêu kia tuân thủ pháp luật, nói biến mất liền biến mất thật hả? Ha ha, Tư Đồ Nhật Thăng cười nói, đó không phải là luật pháp bình thường, mà là luật sắt do người mạnh nhất năm ấy đặt ra, nói đúng hơn là một loại pháp tắc. Giống như con người khát nước muốn uống nước, con người chết rồi thi thể sẽ bị hư thối, khoảnh khắc luật pháp được quyết định, tất cả yêu ma quỷ quái đều biến mất hết. Nghe vậy, Kim Lũ Y cực kỳ chấn động, vấn đề nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Vì sao, trong thời gian trước, bên trong Yến Kinh lại có yêu vật phá phách? Kim Lũ Y nhíu mày nói, nghe nói quốc sư đại nhân cũng bị yêu vật dụ dỗ. Tư Đồ Nhật Thăng thở dài, bởi vì tác dụng của luật pháp ngày càng yếu. Nói đến cùng, ngoài quy luật thiên nhiên ra, các sự vật còn lại dù mạnh đến thế nào cũng có ngày biến mất. Luật đại hạ không yêu đã được ban hành gần trăm năm, cũng sắp đến lúc mất hết hiệu lực rồi. Đến lúc đó, yêu vật sẽ ngóc đầu trở lại giống như là hoàng hà vỡ đê. Kim Lũ Y nói, có cách nào sửa chữa luật phái để cho tác dụng của nó tiếp tục kéo dài hay không? Tư Đồ Nhật Thăng lắc đầu, không dễ đâu. Cô phải biết rằng thế giới không phải của riêng nhân loại. Trong dòng sông lịch sử, đa số đều là người và yêu ma quỷ quái cùng tồn tại. Trăm năm không yêu đã là một loại điên đảo càn khôn rồi, làm gì có thể dễ dàng tiếp tục được nữa. Kim Lũ Y gật đầu, nói cách khác, yêu vật ngóc đầu trở lại là xu thế tất yếu. Nói vậy cũng đúng, Tư Đồ Nhật Thăng nói, đây là lý do vì sao triều đình mở lại sở trấn yêu. Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với mọi thứ. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến chỗ cuối của sau điện. Trên vách tường treo hai món đồ. Một đèn lồng. Một tấm chắn. Đó là gì vậy? Kim Lũ Y tò mò hỏi. Cô biết vật phẩm được trang trí ở cuối cùng sau điện chắc chắn không phải là vật phẩm bình thường. Đèn này là đèn trường minh, Tư Đồ Nhật Thăng lấy đèn xuống từ trên tường, lúc gặp yêu vật, đèn trường minh sẽ có phản ứng. Người của sở trấn yêu từng được gọi là người cầm đèn. Bởi vì bọn họ thường cầm đèn trường minh đi tuần tra thành phố để đánh bắt yêu vật. Kim Lũ Y gật đầu, hiện giờ đèn không sáng, nghĩa là ở đây rất an toàn. Không phải, Tư Đồ Nhật Thăng lắc đầu cười khổ, là hiện giờ không còn ai có thể châm đèn nữa rồi. Các đời sở trưởng đều là kỳ nhân tự mang hồn kỳ lân, chỉ có bọn họ mới có thể dùng lửa kỳ lân châm đèn trường minh. Kim Lũ Y cầm đèn thử một lát, cuối cùng cũng không thể châm đèn, đành phải trả lại chỗ cũ. Sau đó, Kim Lũ Y nhìn về phía tấm chắn. Vậy còn tấm chắn này, nó dùng để làm gì? Tư Đồ Nhật Thăng nghiêm túc nói, các đời sở trưởng dùng nó để bắt yêu vật. Nghe nói tấm chắn có thể cắn nuốt tất cả yêu ma quỷ quái. Lợi hại như vậy sao? Kim Lũ Y nghe vậy thì không nhịn được gỡ tấm chắn từ trên tường xuống xem. Nặng quá! Kim Lũ Y suýt nữa làm rơi tấm chắn. Tấm chắn nặng nề nên xuống mặt đất.
Kim Lũ Y giật mình, thầm đoán tấm chắn này nặng ít nhất mấy trăm cân, người bình thường là xách không nổi. Kim Lũ Y chỉ có thể miễn cưỡng xách lên, chứ không thể dùng để đánh nhau trong thời gian dài. Đã có bảo vật thế này rồi, Kim Lũ Y hỏi, vì sao lần trước trong thành phố có đêm trắng lại không lấy ra đánh yêu vật? Tư Đồ Nhật Thăng cười khổ nói, vẫn là câu nói kia, không ai có thể sử dụng tấm chắn và đèn trường minh, cho dù có xách ra ngoài cũng không có hiệu quả. Không biết sở trưởng mới nhậm chức nhà ta có thể kích hoạt hai bảo vật đó hay không? Kim Lũ Y có chút hứng thú với tấm chắn, tò mò hỏi, tấm chắn này có chỗ nào đặc biệt mà có thể cắn nuốt tất cả yêu ma quỷ quái vậy? Thật sự thần kỳ như thế hả? Nghe vậy, Tư Đồ Nhật Thăng chỉ lên mặt trước của tấm chắn, bên trên có điêu khắc một con thú sống động có chiếc sừng nhọn hơi nhô lên, cực kỳ sắc bén. Kim đại nhân, cô biết nó không? Kim Lũ Y nhìn thoáng qua rồi lắc đầu, bình thường trong cung điện đại trạch đều sẽ điêu khắc mấy loại tương tự. Trông hơi quen, nhưng không rõ lắm. Đây là quái vật gì hả? Tư Đồ Nhật Thăng nói, đây không phải là quái vật, mà là một trong các thủy thú của đại hạ, tên là giải chữ. Giải chữ, Kim Lũ Y hơi giật mình. Tư Đồ Nhật Thăng tiếp tục nói, giải chữ là thần thú có trí tuệ rất cao, biết nói tiếng người, có nhân tính, biết phân biệt đúng sai thiện ác, ngoài cửa ba bộ cũng có điêu khắc hình giải chữ, đại biểu cho dũng mãnh và công chính. Ồ, nghe Tư Đồ Nhật Thăng giới thiệu xong, Kim Lũ Y có thêm vài phần hiểu biết về thần thú. Tư Đồ Nhật Thăng chỉ vào tấm chắn, nói tiếp. Nghe nói trong tấm chắn có phong ấn một sợi thần hồn của giải chữ, có thể uy hiếp bọn trộm cướp, cắn nuốt tất cả yêu tà. Chỉ có người mang tinh thần bất khuất và thật sự công chính nghiêm minh mới được giải chữ tán thành và phát huy tối đa uy lực của tấm chắn. Nghe vậy, Kim Lũ Y nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Nếu thật sự như vậy thì người bình thường không dùng tấm chắn được là phải rồi. Bởi vì là con người thì sẽ có lòng riêng, từ xưa đến nay có mấy người có thể thật sự công chính nghiêm minh, tỉnh thần bất khuất cơ chứ. Kim Lũ Y vuốt nhẹ mặt trước tấm chắn với vẻ kính sợ. Trời ạ! Bàn tay Kim Lũ Y đột nhiên bị góc nhọn của giải chỉ đâm thủng, bén quá đi. Kim Lũ Y vội vàng rụt tay lại. Lúc này, một giọt máu rơi xuống khuôn mặt hung dữ của giải tí, trượt theo hoa văn điêu khắc, lọt vào trong miệng giải chỉ. Trong khoảnh khắc, Kim Lũ Y cảm thấy trước mắt mơ hồ, đôi mắt giải chỉ trên tấm chắn đột nhiên phiếm đẻ, giống như là thức tỉnh. Thấy vậy, Kim Lũ Y giật nảy mình, không biết mình có nhìn lầm hay không. Cô vừa định hỏi Tư Đồ Nhật Thăng có thấy điểm khác thường mới vừa rồi trên tấm chắn hay không thì có người đi từ bên ngoài vào báo tin, Kim Đại Nhân, Tư Đồ Đại Nhân, Sở Trưởng Đại Nhân tới rồi, anh ấy gọi mọi người ra chính điện gặp mặt. Ồ, Sở Trưởng tới rồi hả? Nghe vậy, Tư Đồ Nhật Thăng lộ vẻ vui mừng, Kim Đại Nhân, chúng ta mau đi thôi. Dứt lời, Tư Đồ Nhật Thăng bảo Kim Lũ Y xách tấm chắn treo lên tường, tôi xách không nổi, làm phiền Kim Đại Nhân. Kim Lũ Y xách tấm chắn nặng nề trả lại chỗ cũ, rồi lại bốn mắt nhìn nhau với giải chỉ trên tấm chắn. Một màn quỷ dị ban nấy lại xảy ra. Kim Lũ Y dường như thấy đôi mắt giải chỉ phiếm đồ. Kim Đại Nhân, đi mau đi, Tư Đồ Nhật Thăng dục thêm lần nữa. Kim Lũ Y lắc đầu, không nghĩ gì nhiều, quay người đuổi kịp bước chân Tư Đồ Nhật Thăng, ra khỏi điện phía sau. Chắc Sở Trưởng là người trẻ tuổi chém giết vạn yêu hôm xảy ra đêm trắng. Tư Đồ Nhật Thăng nhớ lại dáng người anh dũng ngày ấy của Diệp Lâm. Ông Tư từng gặp Sở Trưởng rồi hả? Kim Lũ Y tò mò hỏi thăm. Ừ, từng gặp một lần. Tư Đồ Nhật Thăng nói, tôi xin điều đến đây vì cậu ấy. Nghe nói cậu ấy là truyền nhân của Sở Trưởng trước đây, trong người có mang hồn kỳ lân, chắc là cậu ấy có thể dùng được đèn trường minh và tấm chắn. Nghe Tư Đồ Nhật Thăng lái nhái liên tục về sự lợi hại của Sở Trưởng mới nhậm chức. Kim Lũ Y nảy sinh lòng tò mò, không biết Sở Trưởng được Tư Đồ Nhật Thăng khen mãi không dứt là thần thánh phương nào. Sắp nhìn thấy mặt thật Lư Sơn rồi. Kim Lũ Y rất là mong chờ. Hai người nhanh chóng ra tới chính điện. Lại đây nè, hầu quán quân vẫy tay gọi hai người, vậy là đến đông đủ hết rồi. Tư Đồ Nhật Thăng nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng nhìn về phía Diệp Lâm, vui mừng nói, quả nhiên là cậu. Dứt lời, Tư Đồ Nhật Thăng đi thẳng tới trước mặt Diệp Lâm. Không người chào hỏi, gặp mặt Diệp Sở Trưởng. Diệp Sở Trưởng, khoảnh khắc Kim Lũ Y nhìn thấy Diệp Lâm, cả người như là bị sét đánh, sững sờ ngay tại chỗ. Sao có thể là anh được? Kim Lũ Y không thể tin vào mắt mình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy dáng vẻ cung kính của Tư Đồ Nhật Thăng đối với Diệp Lâm, cô thậm chí sẽ hoài nghi có phải Diệp Lâm đến nhầm chỗ hay. Không, hoặc là anh tới đây để báo án.
Làm sao có thể? Anh là sở trưởng mới nhậm chức của sở Trần Yêu. Tên khốn này lại trở thành sở trưởng của tôi. Kim Lũ Y chết lặng tại chỗ, hồi lâu không định thần lạ được. Sau khi Tư Đồ Nhật Thăng và Diệp Lâm chào hỏi nhau một lát, lại quay đầu về phía Kim Lũ Y và giới thiệu, Kim Đại Nhân, mau đến chào hỏi sở trưởng mới, Diệp Đại Nhân đi. Sở trưởng Diệp, sở Trần Yêu của chúng ta thật may mắn. Trong số các thành viên mới lần này, đến chỉ huy sứ của đội cận vệ Yến Kinh, Kim Đại Nhân cũng chủ động điều chuyển đến đây. Thêm một tướng lĩnh mạnh cho chúng ta. Diệp Lâm cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Kim Lũ Y, thầm nghĩ, tại sao cô ta lại đi theo đến đây. Cô không ở đội cận vệ Yến Kinh làm chỉ huy sứ của cô đi, chạy đến chỗ tôi làm gì? Lại muốn tìm mình để báo thù sao? Nếu biết cô ta cũng ở đây, Diệp Lâm đã không tiếp nhận sở Trấn Yêu rồi. Thật xui xẻo. Kim Đại Nhân, Tư Đồ Nhật Thăng lại gọi vài tiếng. Kim Lũ Y lúc này mới được kéo trở về thực tại. Sau đó, Kim Lũ Y trừng mắt nhìn Diệp Lâm chất vấn, tại sao anh lại ở đây? Ha ha, Diệp Lâm bất đắc dĩ cười nói. Câu này tôi nên hỏi cô chứ nhỉ? Cô không ngoan ngoan ở đội cận vệ Yến Kinh đi, đến chỗ tôi làm gì? Anh nghĩ tôi muốn gặp anh à? Kim Lũ Y nghe xong, tức giận nói, sao anh có thể là sở trưởng sở Trấn Yêu được? Tôi không tin. Người không tin lúc trước, bây giờ vẫn đang đứng canh cổng kìa. Diệp Lâm nói, cô cũng muốn bị sắp xếp ra đứng canh cổng à? Kim Lũ Y không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên lại hỏi Tư Đồ Nhật Thăng, ông Tư, ông không nhận nhầm người đấy chứ? Anh ta là sở trưởng, người mà ông vừa nói là một mình chém chết hàng chục nghìn yêu quái. Đúng vậy, Tư Đồ Nhật Thăng thấy Kim Lũ Y hành động kỳ quái, cũng không khỏi kinh ngạc nói. Kim Đại Nhân, cô làm sao vậy? Không, điều này tuyệt đối không thể. Kim Lũ Y liên tục lắc đầu, anh ta vừa mới ra tù, sao có thể đột nhiên biến từ tù nhân thành anh hùng? Tư Đồ Nhật Thăng không biết nhiều về quá khứ của Diệp Lâm, nhưng ông ta vẫn mỉm cười nói, anh hùng không hỏi từ đâu đến. Nhìn thấy hai người như vậy, mọi người xung quanh không khỏi thì thào. Sao Kim Đại Nhân lại có ý kiến lớn với sở trưởng Diệp như vậy nhỉ? Ai biết được, hai người bọn họ nhất định gì đó không thể cho người khác biết. Đúng vậy, Kim Đại Nhân từ đầu đến cuối giống như một nữ nhân oán hận bị bỏ rơi. Mọi người không khỏi hưng phấn, bắt đầu bàn tán xôn xao. À, tôi biết rồi. Đột nhiên, Kim Lũ Y dường như đã nghĩ đến điều gì đó, nói. Người giết yêu tà đêm đó chắc chắn không phải là anh, mà là Diệp Côn Luân. Nhất định là Diệp Côn Luân khiêm tốn, không muốn nhận công, ngược lại cho anh nhận công thay. Đúng, nhất định là như vậy. Kim Lũ Y nghĩ đến lần trước Diệp Côn Luân đã cứu cô nhưng lại để Diệp Lâm đưa cô về nhà. Cái gì mà chém hàng chục ngàn yêu quái, một người bảo vệ quốc môn, những thành tựu to lớn này. Chắc chắn là do Diệp Côn Luân làm. Diệp Lâm nghe vậy cũng không nói nên lời. Bản thân mình chính vì không muốn quá vướng mắc với cô ta, mới dùng một bộ mặt khác trước mặt cô ta. Không ngờ rằng cô ta lại cho là thật. Ông Tư, Kim Lũ Y lại nói, ông nhìn kỹ lại đi, đêm đó ông đã nhìn thấy anh ta hay là Diệp Côn Luân? Không sai, chính là anh ta. Đêm đó Tư Đồ Nhật Thăng đã trao đổi mấy câu với Diệp Lâm, làm sao có thể nhận sai được. Đó chắc chắn là do ông già rồi hoa mắt, nhìn nhầm rồi. Kim Lũ Y lắc đầu chắc chắn. À, cái này. Những lời này khiến Tư Đồ Nhật Thăng cũng nghi ngờ. Lúc này Diệp Lâm không nhịn được, nói, Kim Lũ Y, nếu cô không muốn ở lại đây, cô có thể quay về đôi cận vệ Yến Kinh của cô, tiếp tục làm chỉ huy sứ của cô đi. Tôi là ai, không liên quan gì đến cô. Kim Lũ Y tức giận không nói nên lời, nếu không phải cô đã từ chức chỉ huy sứ, cô nhất định sẽ quay về, nhưng bây giờ cô không thể quay vẽ được nữa. Tôi đến đây để lấy công chuộc tội trong quá khứ. Kim Lũ Y nghiến răng nghiến lợi, nhưng tôi sẽ không nghe lệnh của loại người như anh. Diệp Lâm nói, vậy thì mời cô đi là được rồi. Ở đây tôi cũng không hoan nghênh cô. Hừ, anh là đồ giả mạo, giả vờ cũng như thật đấy. Tôi nhất định sẽ vạch trần anh. Kim Lũ Y nghĩ tới, lập tức dẫn mọi người ở đây đến nơi ở của Diệp Côn Luân Vân Thượng Phong Hoa để đối chất. Chỉ cần nhìn thấy chính chủ, kẻ mạo danh sẽ bị vạch trần ngay tại chỗ, không có chỗ đứng. Đột nhiên nghĩ lại, căn bản không cần phải phiền phức như vậy, bởi vì ở đây, có cách để phân biệt thật giả. Kim Đại Nhân, cô bình tĩnh một chút, Tư Đồ Nhật Thăng cũng không biết hai người rốt cục có quan hệ gì, tốt bụng khuyên nhủ, có phải cô có hiểu lầm gì rồi không? Kim Lũ Y ngừng tranh cãi vô nghĩa với Diệp Lâm, ngay lập tức thay đổi chủ đề.
Tôi rất bình tĩnh, cũng không có hiểu lầm gì cả, ôi sẽ chứng minh cho ông thấy người này không phải là sở trưởng, cũng không có tư cách làm sở trưởng ở đây. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động. Kim đại nhân, hầu quán quân nhắc nhở nói, trong tay anh Diệp có giấy bổ nhiệm của nhà nước, do bộ trưởng Khổng của Bộ Tài chính đích thân đưa đến, không thể sai được. Vậy anh ta cũng là mạo danh nhận chức, Kim Lũ Y vẫn bướng bỉnh nói, việc bổ nhiệm này có lẽ thuộc về Diệp Côn Luân chứ không phải anh ta. Tôi chỉ có cách chứng minh. Tư đồ Nhật Thăng cũng tò mò hỏi, Kim đại nhân, cô chứng minh thế nào? Ông Tư, vừa rồi chúng ta nhìn thấy hai bảo vật ở hậu điện, Kim Lũ Y nói, không phải ông nói chỉ có sở trưởng mới có năng lực khởi động lại nó hay sao? Nếu anh ta thật sự là sở trưởng, nhất định có thể sử dụng được hai bảo vật hàng yêu kia. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi âm thầm gật đầu, cảm thấy có lý. Bởi vì khi mọi người đến đều theo Tư đồ Nhật Thăng đi thăm hậu điện, đã nhìn thấy hai bảo vật hàng yêu, nhưng không ai có thể kích hoạt được. Theo Tư đồ Nhật Thăng, chỉ có sở trưởng đại nhân thời đại trước sở hữu sức mạnh của kỳ lân hồn mới có tư cách để sử dụng nó. Nghe vậy, Tư đồ Nhật Thăng cũng gật đầu nói, cô nói đúng. Thực ra, cho dù Kim Lũ Y không nhắc tới, Tư đồ Nhật Thăng cũng sẽ dẫn Diệp Lâm đi xem xét hai bảo vật đó, xem anh có năng lực sử dụng hay không. Ồ, bảo vật gì? Diệp Lâm nghe xong cũng có hứng thú, nếu như ta có thể sử dụng nó thì sao? Hừ, nếu như anh có thể sử dụng bảo vật hàng yêu, chứng tỏ anh có tư cách làm sở trưởng ở đây, Kim Lũ Y nói, vậy tôi sẽ xin lỗi anh, từ nay về sau tôi sẽ phục tùng anh, nghe theo sự sắp xếp của anh. Được, vậy chúng ta thỏa thuận như vậy. Diệp Lâm cười nói, cô đừng hối hận. Nhưng nếu anh không sử dụng được, Kim Lũ Y hừ lạnh một tiếng, anh lập tức cút khỏi đây. Rất nhanh, dưới sự dẫn đầu của Tư đồ Nhật Thăng, mọi người lại đến hậu điện. Đứng trước bức tường cuối cùng. Đây chính là đèn trường minh có thể tìm yêu, và khiên hải trái có thể nuốt chửng yêu vật. Tư đồ Nhật Thăng giới thiệu ngắn gọn về hai bảo vật, chủ yếu là nói cho Diệp Lâm nghe. Như mọi người đều biết, Diệp Lâm sớm đã được nghe sư phụ thứ 107 nói về hai vật này. Mặc dù đây là lần đầu tiên thấy, nhưng không hề xa lạ. Đèn trường minh dùng để tìm yêu quái, chỉ dùng sức mạnh kỹ lân hồn mới có thể đốt cháy được. Điều này đối với Diệp Lâm mà nói, không phải là chuyện gì khó. Điểm khó chủ yếu là tấm khiên hải trái kia, một trong ba báu vật của sở trấn yêu, là thứ biết nhận chủ. Nếu không nhận được sự công nhận của hải trái, thì không thể kiểm soát được. Ngay cả khi Diệp Lâm kế thừa kỳ lân hồn từ sở, trưởng thế hệ trước, cũng không chắc có thể sử dụng được khiên hải trái. Hơn nữa, một phần ba số sở trưởng các thời đại trước đây đều không thể sử dụng tấm khiên này. Ngay cả sư phụ thứ 107 của Diệp Lâm cũng đã phải tốn rất nhiều công sức để chứng tỏ bản thân, mới có được sự công nhận của hải trái, và điều khiến thành công chiếc khiên này. Xin mời, Kim Lũ Y ở bên cạnh thúc giục, sở trưởng Diệp. Hãy cho chúng tôi xem sức mạnh của anh đi. Kim Lũ Y khoanh tay bước sang một bên, giống như đang xem một vở kịch hay. Dù sao theo cô ta thấy, Diệp Lâm chỉ là đồ giả, căn bản không có năng lực sử dụng bảo bối này. Đợi lát nữa, anh không thể sử dụng được cả hai bảo vật này, xem anh hạ màn như thế nào. Hai, các người nói xem, sở trưởng Diệp có được không? Chắc không vấn đề gì đâu, anh ta là sở trưởng. Do nhà nước bổ nhiệm mà, không thể tệ đến hư danh đâu. Nhưng Kim đại nhân nói anh ta là kẻ giả mạo, sở trưởng thực sự là người khác. Tôi không tin nhà nước lại phạm phải sai lầm cơ bản như vậy. Mọi người xung quanh bàn tán rất nhiều. Sau khi Kim Lũ Y làm ầm lên như vậy, cũng không ít người nảy sinh nghi ngờ với vị sở trưởng mới nhận chức này. Tôi cũng tin tưởng anh Diệp, Hầu Quán Quân nói. Dù sao, vừa rồi anh ta đã tận mắt chứng kiến Diệp Lâm có thể đánh bay Tôn Văn Thành chỉ bằng một cái tát. Mà Tôn Văn Thành cũng giống như anh ta, là cựu võ trạng nguyên. Diệp Lâm đánh võ trạng nguyên, giống như một người cha đánh con mình, dễ dàng và đơn giản. Hầu Quán Quân không tin người có thực lực như vậy lại có thể là kẻ giả mạo. Nhất định là Kim đại nhân nhầm lẫn ở đâu rồi. Sở trưởng Diệp, Tư đồ Nhật Thăng chỉ vào hai báu vật và nói, anh chuẩn bị thế nào? Có được không? Diệp Lâm gật đầu nói, không thành vấn đề. Sau đó bước về phía trước. Đầu tiên Diệp Lâm nhìn vào tấm khiên và đầu của con hải trãi trên tấm khiên. Diệp Lâm nhớ tới lời mà vị sư phụ thứ 107 đã nhắc đến, nếu có được sự công nhận của hải trãi, đầu thú trên tấm khiên sẽ có phản ứng. Nhưng bây giờ xem ra tấm khiên dường như,
không có phản ứng gì. Diệp Lâm thầm nghĩ, muốn sử dụng tấm khiên này không phải chuyện dễ dàng, đợi lát nữa nói đi. Thế là, ánh mắt Diệp Lâm rơi vào đèn Trường Minh bên cạnh. Hầm nghĩ, làm chuyện đơn giản trước, để chứng minh bản thân một chút rồi nói. Diệp Lâm đưa tay lấy đèn Trường Minh xuống. Sau đó, anh sử dụng sức mạnh kỳ lân hồn trong cơ thể mình. Sức mạnh kỳ lân hồn tràn vào bấc đèn ngay lập tức như một dòng thác đổ xuống. Trong chốc lát, ngọn đèn trong tay sáng như ban ngày. Khiến cho hậu điện mờ mịt đột nhiên trở nên sáng sủa. Sáng rồi. Đèn Trường Minh thực sự đã sáng rồi. Trời ơi, chói mắt quá, cảm giác trong đèn cứ như có một mặt trời thu nhỏ vậy. Mọi người xung quanh lập tức kêu lên. Cùng với sức mạnh dần dần tràn vào, độ sáng của đèn Trường Minh ngày càng chói lóa, khiến người ta không thể nhìn thẳng vào nó. Đèn Trường Minh, cuối cùng cũng đã sáng rồi. Tư Đồ Nhật Thăng ở bên cạnh cũng không khỏi run lên vì kích động. Tôi nói rồi, nhất định không sai được. Sở trưởng Diệp chính là người kế nhiệm của sở trưởng trước đây, nằm giữ sức mạnh kỳ lân hồn. Tư Đồ Nhật Thăng làm nhảm vài câu, sau đó lại nhớ ra một việc quan trọng, vội vàng nói, sở trưởng Diệp, đừng tắt đèn này vội, tôi sẽ mang tới những chiếc đèn khác. Nói xong, Tư Đồ Nhật Thăng bắt đầu bận rộn và ra lệnh cho mọi người có mặt mang ra những chiếc đèn khác. Thì ra ngoài chiếc đèn Trường Minh này còn có những chiếc đèn lồng khác cần mượn ngọn lửa của đèn Trường Minh, chúng cũng có hiệu quả tìm yêu quái. Rất nhanh, hơn 10 người có mặt ở đó, trong tay mỗi người cầm một chiếc đèn đi tới, mượn ngọn lửa của chiếc đèn Trường Minh trong tay Diệp Lâm để thắp lên những chiếc đèn mới. Hơn chục ngọn đèn mới hội tụ bên cạnh đèn Trường Minh trong tay Diệp Lâm, giống như những ngôi sao hội tụ quanh mặt trăng, tranh nhau tỏa sáng. Tư Đồ Nhật Thăng cười nói, như vậy, mỗi người đều có một ngọn đèn, cũng chính là người căm đèn mà nhân gian vẫn gọi. Sau này, khi tuần tra, có thể dùng chiếc đèn này để tìm kiếm yêu vật rồi. Mọi người căm đèn trong tay, cảm nhận được sức mạnh khác thường trong ngọn lửa, không khỏi kích động. Đồng thời, đối với Diệp Lâm, họ không còn chút hoài nghi nào nữa, đều công nhận vị sở trưởng mới này. Thế nào, Diệp Lâm giơ chiếc đèn Trường Minh lên và chiếu nó trước mặt Kim Lũ Y. Cô còn muốn nói gì nữa không? Ánh sáng chói lóa đột nhiên khiến cô nheo mắt và lùi lại. Gầm. Đúng vào lúc này, bên ngoài cũng truyền đến một tiếng kỳ lân gầm kinh thiên động địa. Có lẽ là bởi vì Diệp Lâm liên tiếp sử dụng sức mạnh của kỳ lân hồn, thần thú kỳ lân chấn giữ nội viện thần công cũng cảm nhận được, phát ra một tiếng gầm chấn động tứ phương. Là kỳ lân hả? Tư Đồ Nhật Thăng kích động hô lên. Chắc là thần thú chấn thủ hoàng cung cảm ứng được lực lượng hồn kỳ lân của Diệp sở trưởng nên đáp lại một tiếng. Mọi người nghe vậy thì càng kính nể Diệp Lâm hơn nữa. Ai cũng nghĩ, sở trưởng đại nhân thật sự lợi hại, ngay cả kỳ lân cũng đáp lại lực lượng của anh ta. Giờ phút này, Kim Lũ Y bị tiếng thét của kỳ lân làm cho đầu váng mắt hoa, rồi tỉnh lại từ trong cơn chấn động mới vừa rồi. Sao có thể chứ? Mọi chuyện vừa xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Kim Lũ Y. Cô không ngờ đồ giả mạo Diệp Lâm lại có năng lực thắp sáng đèn Trường Minh. Rõ ràng là lúc nãy Kim Lũ Y cũng thử thắp sáng đèn Trường Minh nhưng mà không thành công. Sao anh? Kim Lũ Y vốn dĩ vạch trần Diệp Lâm ngay tại đây, để đối phương mất hết mặt mũi. Kết quả là mình lại thành trò cười của mọi người. Lúc này, Kim Lũ Y có thể cảm nhận được ánh mắt hài hước, khinh thường và tiếc nuối của đám đồng nghiệp xung quanh. Trong chớp mắt, hình tượng cao lớn của chỉ huy sứ đội cận vệ Yến Kinh đã từng được bao người tôn kính và nổi tiếng khắp Yến Kinh lập tức vỡ tan tành. Kim đại nhân, Tư Đồ Nhật Thăng thấy vậy thì vội vàng đứng ra hòa giải. Tôi nói rồi mà, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó rồi. Diệp sở trưởng tự mình thắp sáng đèn Trường Minh rồi. Bây giờ cô chịu tin tưởng chưa? Nói rõ hiểu lầm rồi, ha ha. Nói rõ hiểu lắm rồi. Kim Lũ Y cần răng, trong lòng vẫn có một chút không phục. Có trong khoảnh khắc, Kim Lũ Y thậm chí nghĩ ngờ rằng Diệp Côn Lôn đang âm thầm ra tay giúp đỡ tên giá mạo kia thắp sáng đèn Trường Minh. Nhưng mà không thích hợp. Vì sao Diệp Côn Lôn phải làm như vậy chứ? Dù Kim Lũ Y có nói ra nghi ngờ của mình thì cũng sẽ không có ai tin. Kim Lũ Y, cô nói chuyện giữ lời không vậy? Lúc này, Diệp Lâm lên tiếng, lúc nãy cô nói nếu tôi có thể kích hoạt bảo vật thì cô sẽ xin lỗi tôi, sau này sẽ nghe theo lệnh tôi. Lúc nãy có một tên phản tôi, đã bị tôi cho đi trông cửa. Còn cô hả, sau này cô làm người giữ ngựa cho tôi đi, dẫn ngựa, chăm ngựa, đưa đón tôi đến chỗ làm chính là công việc sau này của cô. Cái gì?
Kim Lũ Y nghe vậy thì phát điên lên. Mình là chỉ huy sứ đội cận vệ Yến Kinh, vậy mà phải đi làm người giữ ngựa cho một tên phạm nhân mới ra tù không được bao lâu. Thật là buồn cười. Đến mức này rồi còn nhìn cái gì nữa? Anh đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Kim Lũ Y tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm tay. Sao hả? Thua rồi chơi xấu hả? Diệp Lâm cười lạnh nói, hay là lời nói của cô giống như là đánh rắm, vừa thối lại vừa to. Lời hứa của cô là đánh rằm hay là nói giữ lời? Mọi người nghe vậy đều không nhịn được bật cười thành tiếng, đồng thời có chút khinh thường tính gây chuyện của Kim Lũ Y. Kim Lũ Y tức điên cả người, anh mới đánh rằm. Đấy, tôi đương nhiên là nói giữ lời rồi. Trong lúc nói chuyện, Kim Lũ Y chợt để ý thấy tấm chắn trên tường, đôi mắt giải trí lại phiếm đỏ, có vẻ như là rất giận dữ, có thể lao ra cắn bất cứ lúc nào. Kim Lũ Y như là bắt được cọng rơm cứu mạng, chỉ vào tấm chắn, nói, anh chỉ mới thắp sáng đèn trường minh thôi, còn tấm chắn kia nữa kìa. Sở trưởng là phải dùng được cả hai thứ mới đúng. Để tôi xem anh có dùng tấm chắn đó được không? Kim Lũ Y nói thì nói như vậy, chứ thật ra là muốn xem tấm chắn ở trong tay Diệp Lâm có xảy ra điều gì khác thường hay không. Đôi mắt đỏ lên là áo giáp của mình hay là tấm chắn thật sự có phản ứng với mình. Có trong chớp mắt, Kim Lũ Y thậm chí cảm thấy mình có thể dùng được tấm chắn. Kim Đại Nhân, lúc này, Từ Đồ Nhật Thăng ra mặt nói rõ, có lẽ là lúc nãy tôi giải thích chưa đủ rõ. Không phải vị sở trưởng nào cũng có thể dùng tấm chắn. Bởi vì giải trí sẽ tự mình nhận chú. Diệp sở trưởng mới đến, không thể dùng tấm chắn là một chuyện rất bình thường. Nghe vậy, mọi người xung quanh đều sôi nổi lên tiếng bênh vực Diệp Lâm, đúng vậy. Diệp sở trưởng có thể thắp sáng đèn trường minh là đủ để chứng minh Diệp sở trưởng không phải giả mạo rồi. Kim Đại Nhân, cô đừng gây rồi nữa. Hầu quán quân tốt tính nhắc nhở, cô mau xin lỗi Diệp sở trưởng đi, có lẽ anh ấy sẽ rút lại lệnh đã ra. Chứ chẳng lẽ cô định đi làm người trông ngựa thật hả? Hầu quán quân biết rõ tính tình của Diệp Lâm, Nghiêm Bất Khí lúc nãy gây chuyện với Diệp Lâm, đã bị Diệp Lâm cho đi trông cửa rồi kìa. Nếu Kim Lũ Y còn tiếp tục gây chuyện thì sẽ không có kết quả tốt. Hừ, sao tôi có thể xin lỗi kẻ thù giết mẹ được chứ? Lửa giận trong mắt Kim Lũ Y như muốn tràn ra ngoài. Cô thà rằng từ quan không làm, cũng không muốn cúi đầu với kẻ thù của mình. Diệp Lâm, anh thập lửa đèn trường minh rồi, vậy dùng tấm chắn giải trí luôn đi, để cho tôi tâm phục khẩu phục. Chỉ cần anh có thể dùng tấm chắn thì tôi sẽ lập tức biến mất vĩnh viễn trước mắt anh. Kim Lũ Y vẫn không chịu tin tưởng, còn muốn Diệp Lâm dùng tấm chắn giải trí để chứng minh. Ha ha, Diệp Lâm cười khẽ. Cô là cấp trên hay tôi là cấp trên? Cô bảo tôi làm gì thì tôi phải làm đó hả? Vì sao tôi phải nghe lời cô? Với lại, cô còn chưa thực hiện lời hứa của mình nữa kia, sao tôi có thể tin tưởng cô nữa? Anh, Kim Lũ Y tức giận đến mức nghẹn họng. Diệp Lâm tiếp tục nói, trừ khi cô thực hiện hứa từng hứa là xin lỗi tôi, làm người trông ngựa cho tôi, sau này dẫn ngựa đuổi ngựa, nghe theo lời tôi. Nói cho cùng, Diệp Lâm là không tin Kim Lũ Y sẽ đồng ý. Anh nằm mơ đi, quả nhiên, Kim Lũ Y từ chối thẳng thừng. Vậy cô là nói không giữ lời. Diệp Lâm mặc kệ Kim Lũ Y. Lúc này, bên ngoài có cấp dưới vào báo tin. Diệp sở trưởng, bên ngoài có người đến báo án. Cái gì? Nghe vậy, mọi người đều giật nảy mình. Không ngờ mới đi làm ngày đầu tiên là có người báo án rồi. Người đến đây báo án, hiển nhiên là gặp phải vụ án thần bí khó giải quyết mà quan phủ bình thường không thể giải quyết được. Kỳ lạ, chẳng lẽ mới đây mà Yến Kinh đã có án kiện yêu vật rồi hay sao? Xuất hiện thường xuyên vậy hả? Từ Đồ Nhật Thăng nói thầm. Sự kiện đêm trắng mới qua không được bao lâu, Kỳ Lân hiện thế dọa sợ yêu tà. Ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không có yêu vật dám làm bậy ở Yến Kinh mới đúng. Đi ra ngoài xem thử đi, Diệp Lâm nói. Đám người nhanh chóng đi ra chính điện. Người báo án được dẫn vào. Đó là một người đàn ông hơn 40 tuổi. Mặc đồ ngủ đất tiền, dáng vẻ hoảng hốt. Sau khi đi vào, ông ta hành lễ rồi nói, bái kiến các vị đại nhân, cho hỏi nơi đây là sở trấn yêu quản lý các án kiện kỳ lạ. Từ Đồ Nhật Thăng nói, đúng vậy, ông đừng sợ, gặp chuyện lạ gì cứ nói ra đi. Dứt lời, Từ Đồ Nhật Thăng sai người lấy một chiếc ghế dựa lại đây để người đàn ông ngồi xuống nói chuyện. Cảm ơn các vị đại nhân, người đàn ông cảm ơn rồi từ từ ngồi xuống. Sau đó, anh ta thở dài một hơi, nói tiếp, tối qua, tại nhà chúng tôi,
không biết là có quỷ hay là có yêu mà xảy ra chuyện lạ liên tục. Sáng nay, vợ tôi chết một cách bất ngờ. Hu hu. Ông ta vừa nói vừa rơi nước mắt. Mọi người nghe vậy đều cảm thán liên tục. Ông nói dối. Lúc này, Kim Lũ Y không đợi đối phương nói xong đã trực tiếp quát lớn. Ông nói hưu nói vượn. Người đàn ông sợ tới mức đứng bật dậy giải thích. Đại nhân, oan quá oan rồi. Tôi còn chưa nói xong sao đại nhân biết tôi nói dối. Oan quá đại nhân. Nghe vậy, đồng nghiệp xung quanh đều nhìn về phía Kim Lũ Y vừa mới thất thố bằng ánh mắt kỳ lạ không biết hôm nay Kim Lũ Y bị làm sao nữa. Diệp Lâm thầm nghĩ, cô ăn thuốc nổ hả? Nổi giận luôn với người báo án. Kim Lũ Y thấy vậy cũng có chút hối hận, cô nhìn vẽ phía người đàn ông báo án, không hiểu sao cứ nhìn là biết ông ta đang nói dối. Giống như từ lúc đối phương vừa mở miệng, Kim Lũ Y liền biết rõ lịch trình tâm lý của đối phương. Kim đại nhân, cô nghe cho xong đã. Tư đồ Nhật Thăng cười hòa giải rồi trấn an cảm xúc của người báo án, không sao, đừng sợ, tiếp tục nói đi. Vâng vâng, người đàn ông run tẩy kể lại mọi chuyện. Nói tóm lại chính là sáng nay vợ ông ta chết với trạng thái cực kỳ thê thảm, ông ta nghi ngờ là yêu vật gây ra. Các vị đại nhân, người đàn ông khóc sướt mướt, các vị nhất định phải bắt lấy con yêu vật kia báo thù cho vợ tôi hu hu hu. Nghe người đàn ông nói xong, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Chẳng lẽ là có yêu quái thật hả? Nhìn ảnh chụp thì thấy trạng thái khi chết cực kỳ thê thảm, không giống như con người làm ra. Nếu thật sự là quỷ quái, mà chúng ta lại không có kinh nghiệm, sở trấn yêu mới thành lập không bao lâu. Mọi người đồng tình với tình cảnh mà người đàn ông gặp phải, chỉ là đa số người ở đây đều là thư sinh và võ sinh mới vừa thi đỗ công danh, chưa có kinh nghiệm công tác liên quan, không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, mọi người đều nhìn về phía Diệp Lâm. Diệp sở trưởng, anh xem chuyện này phải xử lý thế nào? Tư đồ Nhật Thăng hỏi. Diệp Lâm nhìn thoáng qua người đàn ông trông có vẻ vô cùng đáng thương kia. Ông ta thấy Diệp Lâm nhìn mình, cũng biết rằng thanh niên dường như là quản lý ở đây, vậy nên tiếp tục khóc lóc kể lể, đại nhân, anh báo thù cho vợ tôi với hu hu hu. Sau đó, Diệp Lâm nhìn vẽ phía Kim Lũ Y, hỏi, cô nói ông ta nói dối đúng không? Vậy tôi giao chuyện này cho cô điều tra. Kim Lũ Y cũng có ý định đi điều tra, nhưng lại không muốn nghe theo lệnh của Diệp Lâm, vì sao tôi phải nghe lời anh chứ? Vậy cô đi chuẩn bị ngựa cho tôi đi, Diệp Lâm ra lệnh, đưa tôi đi hiện trường vụ án. Tôi tự mình điều tra. Hừ, anh coi tôi là người trông ngựa thật hả? Kim Lũ Y cười lạnh, hỏi ngược lại, anh cứ luôn miệng bảo tôi dẫn ngựa đuổi ngựa cho anh. Được thôi, ngựa của anh đâu? Kim Lũ Y bình tĩnh lại, bắt lấy sơ hở trong lời nói của Diệp Lâm, đánh trả Diệp Lâm một đòn. Nghe vậy, Diệp Lâm nghẹn họng. Anh thật sự không có ngựa. Bởi vì xã hội hiện đại rất ít có người cưỡi ngựa, ngựa dần trở thành thú vui của quý tộc và kẻ có tiền, người bình thường dù có mua nổi cũng không nuôi nổi. Đúng lúc này, lại có người đi vào báo tin, Diệp sở trưởng, triều đình phái người gửi quà cho anh. Dứt lời, một quan viên cười đi vào, ôm quyền nói, Diệp đại nhân, chúc mừng nhậm chức quan tam phẩm, chức vị sở trưởng sở trấn yêu. Triều đình phái tôi gửi một phần quà chúc mừng cho anh. Dẫn vào đi. Quan viên phất tay, một người dẫn một con ngựa màu đỏ đi vào đại sảnh. Mọi người thấy vậy thì hô lên, chẳng lẽ nó là ngựa hãn huyết trong truyền thuyết? Đúng vậy, quan viên cười nói, nó là ngựa hãn huyết đến từ Tây Vực, nghìn dặm mới có một con. Ngựa tốt tặng anh hùng. Triều đình tặng một con ngựa hãn huyết cho Diệp đại nhân, chúc anh tương lai tươi sáng, công thành danh toại. Sau đó, mọi người đều vây quanh ngựa hãn huyết, khen ngợi liên tục. Còn Kim Lũ Y thì há hốc mồm, ngây người tại chỗ. Vừa nhắc đến ngựa thì có ngựa. Diệp Lâm nằm dây cương đi tới trước mặt Kim Lũ Y, cười nói, lúc nãy cô hỏi tôi có ngựa hay không, đúng không? Bây giờ có ngựa rồi, đến lượt cô dẫn ngựa đuổi ngựa cho tôi, bắt đầu đi. Dứt lời, Diệp Lâm đưa dây cương vào trong tay Kim Lũ Y. Khoảnh khắc nắm dây cương, Kim Lũ Y cảm thấy cả người mình như lùn một khúc, cực kỳ nhục nhã. Cô là chỉ huy sứ đội cận vệ Yến Kinh, ngày hôm nay lại đến bước đường phải dẫn ngựa đuổi ngựa giống như là người hầu cho người ta. Khốn kiếp! Kim Lũ Y ném dây cương trong tay ra, tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng. Tên họ Diệp kia, anh đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Thấy vậy, Diệp Lâm cười lạnh, hỏi ngược lại, lúc nãy cô đồng ý, còn hỏi ngựa của tôi ở đâu? Bây giờ có ngựa rồi, sao cô lại đổi ý hả? Ồ, suýt chút nữa quên mất, lời cô nói như là đánh giấm,
cũng không phải lần đầu tiên. Diệp Lâm châm chọc một hơi, khiến cho Kim Lũ Y tức điên lên, rồi lại không biết phải trả lời thế nào. Kim Lũ Y vốn định dùng chuyện Diệp Lâm không có ngựa để đánh trả một đòn. Bởi vì xã hội hiện đại rất ít có người cưỡi ngựa, lại thêm ngựa có giá cả rất đắt, loại tốt thậm chí có giá mấy triệu tệ, bằng với giá siêu xe, người bình thường dù có mua nổi cũng không nuôi nổi, nuôi ngựa tốn tiền hơn dưỡng xe rất nhiều. Giống như có xe thì phải có chỗ đỗ xe, ngựa cũng cần phải có chuồng ngựa, khu dân cư bình thường cơ bản là không có chuồng ngựa. Huống chỉ, ngựa cần đồ ăn mỗi ngày, mua riêng từ những nơi chuyên về ngựa, lỡ như bị bệnh có khi còn khiến người phá sản. Vậy nên, xã hội hiện đại cực kỳ ít người có một con ngựa của riêng mình. Kim Lũ Y cho rằng Diệp Lâm không có tư cách nuôi ngựa. Nào ngờ triều đình lại phái người tặng quà, còn tặng một con ngựa hãn huyết. Rõ ràng là vả thẳng mặt, khiến mình mất hết mặt mũi đây mà. Giờ phút này, Kim Lũ Y cảm thấy khắp thiên hạ đều đang đối đầu với mình. Kim Lũ Y lúc này, Diệp Lâm không khách sáo với cô nữa, nói một lần cuối cùng, nếu cô muốn tiếp tục làm ở đây thì phải nghe theo tôi, còn không thì cô đi làm chỗ khác đi. Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn, hoặc là nghe theo lời tôi đi điều tra vụ án. Hoặc là sau này chăn nuôi ngựa hãn huyết, tôi đi đâu tra án, cô sẽ đi theo đó dẫn ngựa hầu hạ. Nghe vậy, Kim Lũ Y giận điên người lên. Bảo tôi nuôi ngựa cho anh coi tôi là bật mã ôn hả? Đối với Kim Lũ Y mà nói, lựa chọn thứ hai là lựa chọn vô cùng nhục nhã. Được rồi, tôi đi điều tra vụ án. Kim Lũ Y không có lựa chọn nào khác, đành phải đồng ý làm theo lệnh của Diệp Lâm là đi điều tra vụ án. Lúc này, người đàn ông báo án thấy cô gái giống như là cọp mẹ nhận việc thì có chút không muốn, đại nhân, có thể đổi sang người khác không? Ông nói cái gì? Kim Lũ Y chừng ông ta, sao hả? Không tin năng lực của tôi hả? Tôi đã từng là chỉ huy sứ đội cận vệ Yến Kinh, yêu ma quỷ quái gì cũng được, đi qua chém một kiếm là được. Không, không phải, người đàn ông run rẩy nói, tôi thấy cô, từ lúc bắt đầu là không tin tôi, nên... Bớt nói nhảm, đi theo tôi. Kim Lũ Y xách người đàn ông đi thẳng ra ngoài. Kim Lũ Y vốn đang nổi nóng, vậy mà ông ta còn... Không vui rồi kén cá chọn canh nữa hả? Ông có quyền lựa chọn hả? Kim Lũ Y tức giận nói, có điều ông yên tâm, hôm nay tôi chắc chắn sẽ điều tra ra vụ án nhà ông. Nghe Kim Lũ Y nói vậy, người đàn ông càng thêm không yên tâm. Kim đại nhân, lấy đèn theo đi từ đồ Nhật Thăng chợt nhớ đến đèn Trường Minh đã được Diệp sở trưởng thắp lửa, vừa lúc mượn ánh đèn từ đèn Trường Minh đi xem có yêu vật hay không. Dứt lời, từ đồ Nhật Thăng xách theo hai đèn, chủ động hỏi Diệp Lâm, Diệp sở trưởng, tôi cũng đi theo nữa nhé. U Diệp Lâm gật đầu, có người đi theo cũng được, để tránh Kim Lũ Y làm bậy gây ra chuyện lớn hơn nữa. Sau khi xử lý xong chuyện báo án, Diệp Lâm và các đồng nghiệp làm quen với nhau. Không có Kim Lũ Y làm phiền, công tác ban đầu thuận lợi hơn nhiều. Buổi trưa, Diệp Lâm nhận được điện thoại của Hoa Quốc Đống. Sư phụ, lô đan dược đầu tiên bên Phụng Thiên đã được vận chuyển đến kho hàng Yến Kinh rồi. Anh từng nói muốn tìm một căn nhà để xử lý bước cuối cùng cho đan dược đúng không? Tôi tìm được rồi. Sau đó, Hoa Quốc Đống báo địa chỉ rồi nói muốn đi đón Diệp Lâm xem nhà. Nếu không thành vấn đề thì hôm nay có thể chuyển hết đan dược qua nhà mới. Tôi tự đi là được, Diệp Lâm nói, anh đi trước chờ tôi. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Diệp Lâm nói một tiếng với đám người hầu quán quân rồi ra khỏi sở trấn Yêu. Cùng lúc đó, Tư Đồ Nhật Thăng tự mình lái xe chở Kim Lũ Y đi hiện trường vụ án. Trên đường đi, Tư Đồ Nhật Thăng khuyên nhủ, Kim đại nhân, hôm nay cô bị sao vậy? Sao cô vừa thấy Diệp sở trưởng là trở nên mất bình tĩnh như thế? Cảm giác như là thay đổi thành người khác vậy. Trước đây cô không phải vậy mà. Lúc này, Kim Lũ Y cũng ăn bình tĩnh lại, nhưng vẫn còn một chút khó chịu. Ông Tư, ông không hiểu đâu, anh ta chính là kẻ thù giết mẹ tôi. Sao tôi có thể bình tĩnh khi thấy anh ta được? Tôi chỉ muốn giết chết anh ta thôi. Tôi không thể trả thù cho mẹ tôi, không thể bỏ tù anh ta cả đời, ngược lại còn thành cấp dưới của anh ta. Kim Lũ Y càng suy nghĩ càng tức giận. Tư Đồ Nhật Thăng nghe vậy cũng có chút khó tin. Tôi cảm thấy, chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi, Diệp sở trưởng không phải là loại người như vậy đâu. Cậu ấy chính là người mang hồn kỳ lân, là kỳ lân đấy, người xấu không thể nào có lực lượng của kỳ lân được. Kim Lũ Y lắc đầu, thôi bỏ đi, tạm thời đừng nói đến anh ta nữa. Hai người nhanh chóng đi xe tới hiện trường vụ án. Sau một đợt điều tra kỹ càng, bọn họ phát hiện không phải là yêu tà giết người,
tất cả đều là lời nói một bên của người đàn ông. Kim Lũ Y nghiêm túc thẩm vấn một trận, người đàn ông không chịu nổi nên khai ra hết. Hóa ra ông ta mới thật sự là hung thú, ông ta và tình nhân của mình giết vợ mình, sau đó nghe nói dạo này trong thành có yêu tà, còn có sở trấn yêu mới thành lập, vậy nên ông ta tương kế tựu kế đổ hết tội cho yêu tà. Để cho lời nói dối trở nên chân thật hơn, ông ta thậm chí còn cố ý làm cho vợ mình chết thê thảm hơn nữa. Hừ, đúng là vẽ được ra hổ khó vẽ xương hổ, biết người biết mặt khó biết được lòng. Kim Lũ Y tức giận đá người đàn ông một chân, đôi khi con người còn tàn nhẫn hơn cả yêu ma quỷ quái. Nếu không phải vì có nhiệm vụ trong người thì Kim Lũ Y đã làm thịt tên xúc sinh mặt người dạ thú này rồi. Kim đại nhân, bớt giận đi. Tư Đồ Nhật Thăng vội vàng ngăn cản, giết loại người như ông ta chỉ làm bẩn tay của cô thôi. Cuối cùng, người của Phủ Thuận Thiên đến bắt người đàn ông. Kim đại nhân, cô giỏi thật đấy. Trên đường về, Tư Đồ Nhật Thăng khen liên tục, cô nhìn một cái là biết ngay ông ta nói dối, không hổ là người từng nhậm chức chỉ huy sứ đội cận vệ Yến Kinh. Thật ra thì bản thân Kim Lũ Y cũng cảm thấy lạ. Tuy rằng cô từng điều tra ra rất nhiều vụ án trong lúc nhậm chức ở đội cận vệ Yến Kinh, nhưng mà chưa có lần nào cô có được trực giác rất mạnh giống như bây giờ, khiến cô chỉ cần nhìn một cái là biết một người nói đối hay là ngụy trang. Giống như là cô có được năng lực nhìn thấu nhân tính vậy. Kim Lũ Y vội vàng nói ra sự thay đổi của mình cho Tư Đồ Nhật Thăng biết, định hỏi ý kiến của Tư Đồ Nhật Thăng. Ông Tư, ông nói đây là tự giác hay là cái gì? Tư Đồ Nhật Thăng nghe vậy thì cười nói, thần kỳ như vậy hả? Cảm giác như là thần thú giải tí, có thể phân biệt đúng sai thiện ác vậy, ha ha. Kim Lũ Y chợt nhớ đến mấy lần nhìn lên tấm chắn giải trí, đôi mắt đều có thay đổi. Kim Lũ Y không biết mọi thứ có liên quan đến tấm chắn hay không. Cô vừa định hỏi thêm về vấn đề này với Tư Đồ Nhật Thăng thì phía đối diện có một người đi tới. Hồng Trang, Kim Lũ Y thấy người tới thì giật mình, sao cô lại ở đây? Ân Hồng Trang mặt mày lạnh băng đi tới, Kim đại nhân, có người nhờ tôi đưa cho cô một thứ. Hả, Kim Lũ Y sửng sốt, định hỏi xem là ai nhờ, nhưng khi ngước lên nhìn Ân Hồng Trang, trực giác mạnh mẽ trong cô lại nói cho cô biết cô ta không phải là Ân Hồng Trang. Cô là ai? Kim Lũ Y lạnh giọng chất vấn, cô không phải là Hồng Trang. Ân Hồng Trang cười cười, sau đó móc ra một thứ ném cho Kim Lũ Y, cầm đi. Kim Lũ Y chụp lấy nhìn thứ thì thấy là một khối ngọc bội, trên mặt ngọc bội khắc hình giải trí. Đây là... Ngọc bội có bám một chút hơi thở quen thuộc khiến Kim Lũ Y hơi xúc động. Đây là đồ của cha nuôi mình. Kim Lũ Y cực kỳ quen thuộc với hơi thở kia. Cô cảm nhận được nó là đồ của cha nuôi. Rốt cuộc cô là ai hả? Kim Lũ Y lớn tiếng chất vấn, có phải là cha nuôi tôi bảo cô tới đây hay không? Nghe vậy, Ân Hồng Trang cười ha ha. Không hổ là con gái nuôi của chiến thần U Châu, đúng là lợi hại, nhìn một cái là nhìn thấu ngụy trang của tôi, khâm phục. Bầu không khí xung quanh chợt thay đổi, có trong khoảnh khắc thời gian như bị đóng băng. Tư Đồ Nhật Thăng đờ người ra, giống như là pho tượng, không nhúc nhích chút nào. Còn Kim Lũ Y cầm ngọc bội thì không có một chút ảnh hưởng gì. Người ngụy trang thành Ân Hồng Trang lắc mình biến thành một cô gái đồ trắng xinh đẹp. Cô ta cười nói. Quả nhiên khối ngọc bội này có thể hóa giải lĩnh vực sát thần của tôi. Chiến thần U Châu Lý Úc Bạch nhờ tôi đưa nó cho cô. Kim Lũ Y cảm thấy chấn động khi nhìn thay đổi quỷ dị xung quanh mình. Cô không kịp suy nghĩ nhiều, rồi lại chợt có dự cảm xúc, lập tức hỏi, vậy cha nuôi tôi đâu? Vì sao ông ấy lại nhờ cô mà không tự mình đi? Cô gái đầu trắng cười lạnh, chờ tới cuối tháng là cô sẽ biết. Ý cô là sao hả? Kim Lũ Y khó hiểu. Bước lên hỏi. Lúc này, cả người cô gái đồ trắng trở nên mơ hồ, lùi một bước là lùi ra sau vài trăm thước. Sau đó, cô ta đột nhiên nhíu mày nói, có một tên khó chơi ở gần đây. Thôi vậy, tạm biệt, hẹn gặp cuối tháng. Ha ha ha. Tiếng cười vẫn còn văng vẳng mà cô gái đồ trắng đã hoàn toàn biến mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 22.